viên và có 15,6% là rất hào hứng. Đấy. Có 4%, 6,3% là thấy năng lượng yếu và hơi nản. Và rất may là không có anh chị em nào màu tím, tức là tôi muốn bỏ cuộc. Có những bài học sâu sắc nào trong tuần qua? Tôi là thành viên ban tổ chức, bài học sâu sắc của tôi trong tuần qua là làm việc gì cũng miễn là mang đến mình niềm vui cho người khác. Làm việc với sự để tâm 100% năng lượng của mình, dù kết quả chưa được như ý nhưng năng lượng tích cực đã lan tỏa cho người khác và làm cho mọi người an vui, thì đó là món quà quý giá nhất. Học được bài lắng nghe khâm nhận, phần lớn là tất cả anh chị em đều học được những bài học liên quan tới việc mình phải truyền cảm hứng cho người khác này, rồi tạo không khí vui vẻ này, và là về tính kỷ luật này, kế hoạch này. Đấy là những bài học mà mình thấy nhìn chung đa phần tất cả anh chị em khi mà bạn làm ban cán sự chúng ta học được. Và rồi những bài học liên quan tới việc là phải thông cảm, bao dung và có cái sự sẻ chia với mọi người nhiều hơn. Rồi một số anh chị em thì học được thêm kỹ năng thiết kế slide, làm slide đúc kết. Không khí chương trình nhà văn hóa đọc tuần này với chủ đề sao mai điểm đọc diễn ra như thế nào, thì có 42% là khá hào hứng, có 20,3% là ở mức hoàn thành trách nhiệm và tròn vai, mức 12,5% là rất hào hứng, còn là 12,5% là rất tương đối ảm đạm. Và có ba nhà, nhà tôi không quan tâm, chắc là tuần này nhà mình đã bắt đầu đi tham quan chứ không có tham gia, đúng không ạ? Rồi sau khi mà buổi trước đã học chương trình chia sẻ của anh Thắng xong thì tuần này mình thấy chỉ số thực hiện 15 chữ vàng đã tăng lên rất nhiều. Từ đâu đó tuần trước thì chỉ có khoảng tầm mười mấy phần trăm ứng dụng thôi, tuần này đã tăng lên 20% là thường xuyên ứng dụng và chia sẻ cho đội nhóm này. 26,6% là bắt đầu ứng dụng, tức là tỷ lệ ứng dụng của mình đã tăng lên 46,6% rồi, là bắt đầu mọi người biết cách xây dựng kế hoạch và làm việc. 43,8% là làm không đều đặn. Đó. Sắp tới mà anh chị em nào mà quan tâm tới các chương trình, đặc biệt là muốn nâng cao hiệu suất làm việc thì có thể là học các chương trình X3, X5 nha. Tuần qua mức độ theo sát thành viên trong nhà tôi thế nào? Thì đã có khoảng tầm 59,4% là thỉnh thoảng mới đọc bài tập thành viên nhưng vẫn thức bài tập. Và có 15,6% ban cán sự rất tâm huyết đọc bài thành viên mỗi ngày. Rồi còn khó khăn gì không? Thì phần lớn là những cái vấn đề đã được giải quyết, một số vấn đề liên quan tới chưa bố trí được công việc thôi. Cái này vẫn nằm ở vấn đề trọng yếu của việc là sắp xếp công việc. Đấy, những cái vấn đề mà mình thấy cả nhà mình kể ra là phần lớn là do công việc này, do bận này, rồi do đăng ký nhiều chương trình học quá. Đấy, nên không có sắp xếp được thời gian. Cái này thì nhờ các anh chị em ban tổ chức của các xóm mình đọc kỹ rồi mình làm việc với các thành viên trong ban cán sự và trong nhà, trong xóm nha. Rồi, bây giờ cũng là hết phần của mình rồi, đến 45. Định hướng sau K2 thì đã có 71,9% là tiếp tục tham gia hành trình và đã có 14% là sẽ nghỉ ngơi. Đấy, còn rất nhiều ý kiến khác đã tham gia nhóm này, nhóm kia. Rồi, cảm ơn cả nhà. Thì phần của mình đã kết thúc ngày hôm nay và phần cuối mình muốn chia sẻ một chút là hiện tại thì tất cả những cái vấn đề mà anh chị em trong của chúng ta đang gặp phải, đấy là một hiện tượng tự nhiên, không có gì cả, phải 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 lấy đó là một lý do để chúng ta bị xuống tinh thần hay gì cả, vì đó là cái quy luật cho cuộc sống. Thì chủ nhật tuần này thì mình sẽ chia sẻ thêm với nhà mình một chút về cái quy luật bốn mùa, để chúng ta thấy rằng là cái gì nó cũng sẽ diễn ra một cách tự nhiên, nó không có cái vấn đề nào cả.
mình bắt đầu một cái thứ gì đấy mình rất hào hứng, thì đấy là mùa xuân. Sau đó thì mình phải trải qua cái mùa hạ nóng nực, đúng không ạ? Mình phải trải qua một cái mùa hạ nóng nực để khó khăn. Và nếu như mình vượt qua được mùa hạ thì mình mới đến được cái mùa thu, gặt được cái hoa trái. Còn nếu như mà đến mùa hạ là mình nản bỏ cuộc rồi thì sẽ không có mùa thu mình gặt hoa trái được nữa đâu. Cho nên là chủ nhật tuần này mình sẽ chia sẻ thêm với nhau một chút, để ai đó mà có ý định bỏ cuộc thì chúng ta tin tưởng một điều rằng là chúng ta sẽ không có được cái quả ngọt ở mùa thu. Đấy, bởi quy luật bốn mùa xuân hạ thu đông nó đều có những cái ý nghĩa của nó hết. Và có lẽ những cái điều này là cái điều mà tí nữa anh Thắng sẽ chia sẻ thêm với nhau mình trong những cái chương trình, để làm thế nào để có thể là xây dựng được kế hoạch và vượt qua được những cái vấn đề về sự gọi là lười biếng của mình, nhưng chắc chắn là lại không phải là một cái sự áp lực mà là trong một cái sự thong dong nhiều hơn. Đã, bây giờ xin phép được mời sự chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thắng, là hiện tại thì đang là admin cũng như là người mà điều phối chính các hành trình chuyển hóa X. Dạ, mời anh ạ. Cảm ơn Minh, cảm ơn Chi. Hello cả nhà. Hà Nội vào đông rồi, miền Bắc vào đông rồi, anh Khiết cũng đang áo ấm. Những anh em nào mình áo ấm cũng comment số 1 đấy không ạ? Thì biết rằng là chúng ta đang ở khu vực miền Bắc. Và bây giờ cái việc mà dậy sớm, cái việc mà mình dậy sớm rồi sau đó là mình thực hiện những cái thói quen mà lâu nay nó dễ dàng, tức là nó mới bắt đầu thiết lập. Dậy sớm này rồi đọc sách, rồi sinh hoạt, rồi học tập. Đôi khi nó cũng đòi hỏi một chút cái nghị lực. Thậm chí đối với nhiều anh em ấy, là khá là nhiều nghị lực để vượt qua cái này. Thì khi mà Thắng làm những cái hành trình ấy, thì cũng gặp những cái trường hợp tương tự giống như các mọi mình vừa đề cập này, rồi cũng như là một cái điều bất kỳ của một anh em mình khi bắt đầu mình join một cái gì đó mới. Thì chúng ta sẽ gặp phải một cái sự chống trả, nó đến từ cái sự thói quen này, nó đến từ cái thói quen lâu nay của mình này. Đó. Nên là cái việc mà gọi là cái thời gian đầu ấy, nó có nhiều cái cảm xúc tích cực, nó có nhiều cái động lực để chúng ta gọi là tiến lên phía trước, nhưng mà thời gian sau nó cứ kiểu gì nó cứ bị chậm lại. Đó là một cái quy luật Thắng nghĩ nó rất là bình thường con người thôi. Nhưng mà cái sự khác nhau của một người đi về đích, sự khác nhau của một cái người mà đi được kết quả đến tận cùng, đó là mình có thể vượt qua được cái sự nhàm chán của bản thân. Thì ngày hôm trước rất là vui khi mà đồng hành cùng với cả nhà, và cũng gọi là mình tập thể dục buổi sáng hơi hơi bút não một tí, với một cái là hàm lượng kiến thức nó hơi nhiều một chút. Thì không biết là cả nhà mình thấy rằng là sau một tuần thì mình còn nhớ lại được là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Mình có thể comment xem là cả nhà mình đã còn nhớ lại hoặc là có thể là đọng lại được bao nhiêu phần trăm những cái chia sẻ trong tuần vừa qua Thắng chia sẻ với cả nhà về cái chủ đề là lập kế hoạch tiêu điểm, được không ạ? Mình cũng comment nhé. Mình cũng comment được không ạ? Chị Hương là đã mình đã lên kế hoạch, biết chọn được quan trọng, tốt quá. Ok, anh Kiết là vẫn thường đọc lại, xem bài cũ và ứng dụng tốt hơn, mỗi ngày làm việc một việc quan trọng. Tiếng hơi nhỏ phải không cả nhà? Cái thằng chờ to lên một chút nhé. Rồi, nếu mà cả nhà mình, những ai mà mình đã bắt đầu áp dụng được cái này hoặc là một phần thôi, tức là bắt đầu hình thành cái thói quen lập kế hoạch và nó bắt đầu đều đặn hơn, thì cả nhà có thể là comment xem là số 5 xem nào. Số 5 xem là cả nhà mình đã ứng dụng được một phần nào đó về cái phương pháp lập kế hoạch. Thì cũng comment số 5 được không ạ? Hay quá. một buổi chia sẻ như vậy của Thắng mà mọi người có thể ứng dụng được là rất là tuyệt vời đấy ạ. Rất là tốt. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau chia sẻ tiếp, Thắng chia sẻ với cả nhà tiếp một cái chủ đề mà cũng rất là quan trọng, cũng rất là then chốt, đó là liên quan đến thực thi nha, liên quan đến thực thi. Ngày xưa Thắng là ở bên một cái lĩnh vực gọi là khởi nghiệp ấy,
tức là mình cũng có làm vài cái startup và mình thấy rằng là những cái ý tưởng thì nó rất là hay ho, ý tưởng thì rất là hay, nhưng mà sau này khi mà mình nghiên cứu thêm ấy, người ta có một cái tư tưởng như này này, ý tưởng bạn đẹp hay không thì không quan trọng, quan trọng là bạn thực thi nó như thế nào. Đó thì như hôm trước mình cũng có một cái slide then chốt là cái slide này đúng không? Đây có một cái slide này và có lẽ đây là cái slide rất là then chốt trong cái lý thuyết về lập hoạch tiểu điểm cũng như là năng lực quản lý hiệu quả. Bản chất là Thắng cũng chỉ chia sẻ có bấy nhiêu thôi ạ, chứ cũng không có nhiều cái cao siêu đâu, và cũng mang tính chất là áp dụng cái liên quan đến tránh kiến, liên quan đến tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết, dù tư duy nhân quả ứng dụng vào trong cái việc là lập cái khả năng cũng như là làm được hiệu quả. Và để thực hiện cái này biến nó thành một cái thói quen ấy, thì đòi hỏi nó là cả một cái tiến trình mình thực hành này. Sau đây là mình quan sát lại và mình liên tục điều chỉnh để cho mình tìm ra một cái phương pháp phù hợp với bản thân mình. Thì đây có lẽ là cái slide cốt lõi nhất. Thì Thắng chia sẻ lại một chút cái lý thuyết để dẫn mình bắt đầu chuyển vào cái slide ngày hôm nay nhé. Bản chất là chúng ta có được một cái kế hoạch tốt, nó đi được 50%. Nhưng nếu mà chúng ta không có một cái kế hoạch tốt ấy, tức là không có một cái sự lựa chọn đúng đắn ấy, thì chúng ta sẽ bước vào một trận chiến, gọi là giống như bước vào một ngày mà không học vũ khí, không có cái sự chuẩn bị trước, thì chúng ta rất dễ là sẽ bị cái ngoại cảnh nó kéo mình đi, đúng không ạ? Và cái việc mà nếu mà chúng ta đã có một cái kế hoạch tiêu điểm đủ tốt, tức là chọn được việc quan trọng này, không quên những cái lịch mà mình cam kết này, rồi mình đưa ra cho mình những cái hoạt động nhỏ mà trong ngày mang tính chất rèn luyện, nó sẽ giúp cho mình có một cái sự khởi đầu tốt nhất từ khởi đầu ngày. Nhưng mà trong cái quá trình đó ấy, thì khi mà mình thực hiện sẽ liên tục là có những cái ngoại cảnh nó kéo mình đi, có những cái mà chúng ta đã lên kế hoạch rồi nhưng mà nó sẽ thay đổi, rồi tự dưng có một cái gì đó, nó có một cái cơ hội mới nhảy vào. Thì làm thế nào để mình quyết định được rằng đâu là cái việc quan trọng để mình làm tiếp? Mình có nên tuân thủ đúng cái kế hoạch của mình hay không? Hay là mình sẽ thay đổi để bám theo cái cơ hội mới, gọi là bám theo cái nhân duyên mới, đúng không? Thì ở đây nó có ba cái từ keyword này, đó là A, D, N. A tức là thư giãn, tức là mình làm việc một cách tập trung nhưng mà vẫn có cái sự thư giãn và quân bình. Xem một ngày giống như là đi dạo chơi thôi, một ngày giống như mình bơi xuôi dòng thôi, chèo thuyền xuôi dòng, có cái nhân duyên gì mình sẽ quan sát kỹ lưỡng để mình bám theo. Đó. Còn cái việc tập trung thì là một cái nguyên tắc rất đơn giản, tức là muốn cái gì hiệu quả thì mình dồn cái thân tâm và cái sự chú tâm cho nó. Còn khi mà mình làm việc thì mình liên tục có cái sự quan sát lại, tức là làm chậm rãi thôi, làm rất thong dong nhưng mà làm đến đâu thì gọi làm đến đó. Thì ngày hôm nay chia sẻ với cả nhà một cái chủ đề mà liên quan đến bí quyết vượt qua sự trì hoãn. Thì ở đây cũng Thắng cũng có chia sẻ mấy cái câu chuyện liên quan đến bản thân, thì xem mọi người có thấy mình bản thân mình trong đó không nhá. Tức là trì hoãn hay né tránh, thì Thắng là một người hay bị cái này. Mọi người đặt câu hỏi là tại sao mình lại quan tâm về cái chủ đề này nhiều như thế? Tại sao mình lại đọc nhiều sách về cái chủ đề là năng suất và hiệu quả? Bởi vì bản chất đấy chính là nỗi đau của mình. Nỗi đau của Thắng. Tức là mình là một người làm việc, trước đây mình thấy không hiệu quả và mình không hài lòng về bản thân. Thấy có cái gì đó mà mình cảm thấy chưa tận dụng được về thời gian và giải quyết những cái công việc hiệu quả nó chưa ok. Tức là nó chưa tối ưu được cái tiềm năng của mình. Và cái thứ hai là mình là một người rất cầu toàn. Cầu toàn nên nó sinh ra hay trì hoãn. Đó. Tức là ngay cả cái buổi mà soạn cái slide này này, tức là lần trước Thắng đã có chia sẻ với cả nhà một lần rồi, nhưng mà không hiểu vì sao cái drive của mình nó bị full, nên là nó mất mấy cái file đi rồi. Nên là mình phải soạn lại cái slide này, cái phần trì hoãn. Nên là sẽ có một vài thứ nó mới mẻ chia sẻ với cả nhà. Em đi bộ này. Thì mình là một người cầu toàn, tức là mình làm một cái việc gì đó mình sẽ muốn là nó tốt nhất có thể, nên là thành ra nó có cái gì đó là mình cứ trì hoãn và mình chậm đưa ra cái sản phẩm cuối cùng. Ở trong đây có những anh chị em là mình là tiếp người cầu toàn, tức là mình làm ra một cái hình ảnh này
làm một cái file này, hãy đưa ra một cái kế hoạch gì đó, mình cảm thấy nó có gì chưa ổn và mình chưa ổn thì mình chưa dám tung nó ra, chưa dám đưa ra cho mọi người. Thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó, tức là cái người cầu toàn ấy thì thường làm việc rất là kỹ lưỡng, kỹ tính và thường là được yên tâm khi giao việc vào tay họ. À, nhưng bị cái nhược điểm đó là họ cứ trì hoãn, và đôi khi cái người cầu toàn mà cộng thêm cái năng lực là tự mày mò nữa, họ hay là bị bỏ cuộc, tức là hay bị bỏ cuộc. Nên là Thắng ngày xưa ấy, là bị một pha, tức là mình bỏ cái đồ án gọi là đồ án môn học năm thứ tư. Tức là ngày đó thì Thắng cùng với ba anh em nữa nhận một cái dự án là làm về điện. Ngày xưa mình là học kỹ sư điện của Đại học Bách Khoa Hà Nội, và trong suốt cái thời gian mình làm đồ án mình chăm chỉ lắm, chăm chỉ đọc nhiều sách, đọc nhiều tài liệu và cùng anh em, nhưng mà cảm thấy rằng cái đồ án của mình nó chưa đạt được cái mức mà mình mong muốn. Và mình cứ thế là mình đi lan man, mình tìm hiểu rất nhiều thứ, mình đọc đủ các thể loại sách liên quan đến cái chủ đề đó, nhưng rốt cuộc là mình trì hoãn, mình bỏ cuộc, mình không bảo vệ cái môn đấy, tức là mình bỏ cuộc, mình không hoàn thành được cái đồ án đó. Như vậy thì cái bệnh lớn nhất của một người cầu toàn đó là đôi khi hãy đặt cho mình những cái kỳ vọng cao, đặt cho mình những cái tiêu chuẩn cao, rồi đến cuối cùng mình hay né tránh và mình trì hoãn, rồi đến lúc mình bỏ cuộc luôn. Còn bây giờ thì mình vẫn cầu toàn, tức là vẫn đưa ra một cái tiêu chuẩn làm việc cho mình, tức là mình muốn mình làm một cái việc gì đó là nó phải ra được một cái kết quả hoặc là một cái gì đó mình phải thật sự hài lòng. Nhưng kèm thêm đó là mình đã biết cách để hoàn thành nó, tức là hoàn thành trước khi hoàn hảo. Có một bạn là bạn chia sẻ trong cái đoạn chat đấy, đâu rồi, chị Đào Hương, à, chúc mừng. Tức là mình phải luyện một cái năng lực là mình vẫn giữ cái sự cầu toàn đó, nhưng mà mình xây dựng cho mình một cái năng lực đó là gì, đến một thời điểm nào đó nó phải ra được cái version đầu tiên, nó phải ra được cái phiên bản đầu tiên thì nó sẽ tốt hơn. Thì hôm nay Thắng sẽ chia sẻ với mọi người những cái tip như vậy, những cái tip hoặc là những cái cách để giải quyết cái đó. Thế thì ở đây có những anh chị em nào mà mình gặp vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến hay trì hoãn và hay né tránh không ạ? Và mọi người có thể mô tả một chút xem là cái hiện tượng đấy nó đang diễn ra như thế nào, và bây giờ mình còn cái hiện tượng trì hoãn đấy không? Những ai vẫn đang còn rơi vào trì hoãn rồi sau đây là bị bỏ cuộc, mà cái cảm giác bỏ cuộc ấy nó là một cái cảm giác thất bại đối với chính mình, và nó cứ gì nhỉ, nó trở thành một cái vết nhơ ấy. Mình hay còn gọi là một cái vết nhơ ở trong quá khứ, mình không muốn nhắc lại cái đấy nữa, à, tức là nó một cái gọi là một cái thất bại mà mình không muốn đối mặt. Rồi, và mình hay trì hoãn những việc đó, đúng rồi. Tức là có những anh em sẽ làm theo chiều ngược lại, tức là những việc lớn thì mình sẽ tập trung hoàn thành nó, nhưng cái việc nhỏ thì mình hay trì hoãn. À, mình trì hoãn dẫn tới là nó bị miss, mà nó miss thì dần dần nó giống như kiểu là nó bị miss dần những cái cam kết nhỏ, miss dần những cái mà cái lời hứa nhỏ, thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến uy tín của mình. Nhưng cái thứ ba này mình cũng phải nhìn nhận hai mặt nha. Thắng có một cái sự thay đổi rất là lớn, đến lúc mình đọc được một cái bài báo ở trên mạng nó nói rằng là những người giỏi thường hay là những người trì hoãn. À, thì mình gọi đây là sự trì hoãn tích cực, tức là những người mà có xu hướng người ta làm được những cái việc lớn ấy, việc tốt ấy, là người ta không đưa ra cái quyết định vội vàng đâu. Nên hãy để ý những ai mà làm việc kiểu nhanh nhẹn này, quyết liệt này và tập trung cẩn thận là những người đấy mang tính chất là thực thi thôi. Còn những người mà có cái xu hướng làm việc mà nó chậm rãi hoặc là nó hơi trì hoãn một tí, mang tính chất cẩn trọng một tí, cẩn thận, người đấy lại làm được việc lớn. Mọi người biết ông Martin Luther King không? Ông Martin Luther King là người mà đọc một cái diễn văn và I Have a Dream mà chấn động nước Mỹ. Và cái ông ấy là ông ấy viết đến khoảng chục lần cái bài phát ngôn của ông ấy ở trên giấy.
Nhưng mà đến lần cuối cùng, trước khi mà bước lên bục phát biểu, người ta vẫn thấy ông hí hoáy ông viết. Ông viết đã rất nhiều bản rồi, ông vẫn cứ hí hoáy ông viết. Ông chưa hoàn thành được cái bản này. Nhìn vào cái bản ông ấy là gạch lung tung hết cả. Nhưng mà khi mà ông ấy bước lên là ông gần như ông không dùng giấy luôn. Tức là vứt cái bản giấy lên sang một bên và nói hoàn toàn là những cái gì nó đến từ bên trong và chạm tới trái tim của hàng triệu người. Tức là một người cầu toàn nha, một người cầu toàn là một người mà có cái dấu hiệu rằng mình nâng cái tiêu chuẩn sản phẩm của mình lên đến mức là tác phẩm. Thì ở đây mình lấy cái hình tượng của một bác nghệ nhân, một bác nghệ nhân. Một bác nghệ nhân tức là một bác mà cái khi mà cái sản phẩm người ta ra, người ta vẫn cứ có cái gì đó vẫn cứ muốn chắc chút tiếp, cứ muốn trau chuốt tiếp, chứ nó không phải là xong, là xong. Cẩn thận là những người mà làm ra sản phẩm theo kiểu công nghiệp ấy, thì người đấy là công nhân, và công nhân thì thường hay tạo ra những sản phẩm, còn nghệ nhân thì hay thường tạo ra những tác phẩm. Nên ở đây nha, cũng cần phải lưu ý đó là cái sự trì hoãn ấy, là nó vẫn có một cái giá trị rất là tốt đấy. Tức là nếu mà mình trì hoãn, tức là mình đang đặt một cái kỳ vọng, đang đặt một cái mong muốn, một cái tiêu chuẩn cao đối với thứ mình tạo ra. Vậy thì nếu mà mình biết cách tận dụng nó vẫn tạo ra hiệu quả tích cực như bình thường. Thế thì ở đây chúng ta cần phải để ý tới hai cái. Một cái này, một cái bên này. Đó là gì? Nó không ra được sản phẩm cuối cùng. Tức là chúng ta đặt một cái tiêu chuẩn cao nhưng cuối cùng rồi chúng ta bỏ dở và không hoàn thành nó. Nhưng còn một người, người ta đặt cái tiêu chuẩn cao và người ta làm việc. Và người ta làm, người ta bắt đầu sớm, sau đó người ta làm đi làm lại, trau chuốt, rồi cuối cùng tạo ra một tác phẩm. Thì chúng ta đang ở trong trường hợp nào? Chúng ta đang ở trong trường hợp nào? Cả nhà mình có thể chia sẻ được không? Thắng mong muốn là nghe được những cái chia sẻ trực tiếp của cả nhà được không ạ? Tức là chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói về chủ đề trì hoãn. Thì rất là mong sẽ có một vài cái ý kiến của anh chị em chia sẻ, gọi là cái bệnh của mình nó như thế nào? Có bị trầm trọng không? Rồi nó đang thể hiện ở những cái khía cạnh nào, vân vân. Thì mình cũng có thể chia sẻ sâu hơn được không ạ? Nhà mình giơ tay lên nhá, em sẽ ghim cả nhà lên ạ. Rồi, có chị Huyền Sâu, chị Huyền Sâu, chị Nga. Nhớ bật mic cho chị Huyền Sâu được không ạ? Chị Huyền Sâu giơ tay lên ạ. Chào cả nhà. Chào chị. Chị thành viên chui vào đây, chứ không phải ban cán sự. Chị phải chia sẻ thật là như thế, tại vì... bản thân chị thì mới đầu cũng chỉ là một người bình thường thôi, người mẹ bình thường thôi. Mà trong quá trình tìm hiểu quá trình nuôi dạy con ấy, thì cảm thấy có những một số điều nó chưa được tốt, thì chị tìm hiểu sâu hơn về cái sinh chắc vân tay. Và sau khi tìm hiểu một thời gian thì cảm thấy nó còn thiếu gì đấy và vô tình lạc vào cái hành trình K2 này. Mình trì hoãn cái công việc sinh chắc vân tay của mình lại một chút để mà mình tìm ra cái phương pháp ấy, để tìm hiểu kỹ sâu hơn. Thì vào cái hành trình K2 này thì biết được và học được, học về cái bản chất của vấn đề này, các cái ý học được để làm như thế nào mà đọc một cái quyển sách ấy, nó có hiệu quả nhất. Biết được, tóm được được cái ý chính rồi này, rồi các cái đúc kết, rồi điểm chạm này. Và khi mà sau một thời gian như thế, chị cảm thấy nó vẫn còn thiếu thiếu cái gì đấy. Nghĩa là mình đã thay đổi, mình đã chuyển hóa, mình đã áp dụng luôn. Cái tính của chị thì học đến đâu chị áp dụng đến đấy, chứ không phải học để biết. Nghĩa là mình ngộ ra cái gì đấy là mình phải thay đổi ngay, mình phải làm ngay. Và
sau một thời gian như thế thì chị lại phát hiện ra là vẫn chưa đủ, nghĩa mình vẫn còn cần một cái gì đấy nó sâu hơn nữa, thì là chị vào cái Zoom ban cán sự này. Và ngay từ buổi đầu tiên là tuần trước đấy, thì biết được đến bạn Thắng thì mình cảm thấy mình ngộ ra rất là nhiều điều luôn ấy. À, hóa ra những cái mình trì hoãn kia, và khi mình quay trở lại mình tạm dừng ấy, gọi là hoàn thành hơn hoàn thiện ấy, có những cái công việc kia mình vẫn tiếp tục nhưng mà chỉ gọi mang tính chất hoàn thành thôi, chứ mình không hoàn thiện như trước, không mất thời gian như trước. Thì vào đây như buổi trước chị biết đến em thì mọi thứ em nói ấy, cảm giác như là à, trước đây mình cứ mơ hồ mình cảm nhận được nó nhưng mình không hiểu nó là cái gì, thì nó như kiểu như là được có cái lúc trước như kiểu cái tấm rèm hay cái gì nó che trước mắt mình ấy, khi mình biết được ấy, à hóa ra là nó như thế, nó rất là đơn giản như vậy mà sao mình lại không biết hoặc mình chưa nghĩ ra, thì là bắt đầu là biết được, bắt đầu mình bóc tách cái vấn đề ra và áp dụng vào được. Thì những cái mà những công việc mà trước đây ấy, mình thực ra là mình nói là mình trì hoãn ấy, tại là mình chưa biết rõ chắc chắn nó là cái gì, nếu mà mình cứ đâm đầu vào ấy, thì nó rất là mất thời gian. Thế thì thôi mình cứ dừng cái công việc đấy lại đã, và mình đi tìm, gọi như là chị hiểu như là tìm các kỹ năng ấy để mình quay lại cái công việc cũ để nó hiệu quả hơn và tốt hơn. Thì đúng là sau một thời gian chị quay lại cái công việc cũ ấy, chị cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Nghĩa là nó lúc trước thì mình làm như thế nó rất là mất thời gian, nhưng bây giờ mình biết có cái công cụ rồi ấy, biết cái cách học rồi ấy, biết cái cách suy nghĩ rồi ấy, thì mình áp dụng vào thì thấy nó hiệu quả hơn là rất nhiều. Lúc trước có khi mất cả ngày mới xong được cái công việc như thế, mới để hiểu được cái vấn đề đấy. Thì bây giờ mình biết được là nó nhanh lắm. Nhiều khi nó cứ trong đầu cứ thế nó tuột tuột nó ra, là không phải mò mẫm như lúc trước nữa. Thì là chị thấy à, thế là cái công việc lúc trước mình trì hoãn ấy, để mình dành cho một cái, để mình học một cái kỹ năng khác nó rất là tốt. Thế bây giờ cái trì hoãn nó còn không hả chị? Không còn đâu. Chỉ là ví dụ cùng chị mà đã đặt mục tiêu, bây giờ là lại còn tăng thêm, như hôm qua làm một cái bài test ấy, thì thấy khi mà xem cái kết quả ấy, là đạt 93/100 là chị cũng hơi bất ngờ. Chị không nghĩ là, nghĩa là lúc trước cũng không bao giờ nghĩ đến cái ý chí kiên cường hay cái gì đâu, nghĩa là không được biết đến mình sống bình thường theo cái tiêu chí là ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thôi. Và khi mà vào hành trình đây và khi gặp cả em nữa thì mình kiểu như là mọi thứ nó rõ ràng hơn, nó rõ ràng hơn này, và mọi thứ nó có kế hoạch hơn ấy, thì bắt đầu cứ thế là làm thôi, cứ phăng phăng và làm. Mình biết được là à, mình ngày hôm nay mình cần làm cái gì, kế hoạch của mình cho cái công việc này cần bao nhiêu lâu, và cứ thế là mình hoàn thành. Cũng có lúc mệt mỏi, rất là mệt, nó cũng mệt tại vì mình mới mà, mình chưa quen, nó cũng mệt. Thế nhưng mà chợp mắt một tí hoặc nghỉ, dừng lại một tí, lắng lại một tí, xong lại tiếp tục bắt đầu, thì từ lúc chị vào hành trình đến giờ ấy, thì chị cảm thấy lúc nào năng lượng nó cũng rất là tràn trề. Có lúc cái khối công việc nó rất là nhiều, cảm giác như có thể mình không thể hoàn thành hoặc mình bị trì hoãn ấy, mình bị dừng, mình bị gục đấy, nhưng sau đấy lại vẫn cứ vượt lên được. Cái điều đấy chị cảm thấy là tâm đắc, rất là ưng ý đấy. Dạ, cảm ơn chị Huyền. Rồi, tức là bây giờ bảo chia sẻ về căn bệnh trì hoãn, nhưng mà chị Huyền lại chia sẻ lên là về kết quả rồi. Đấy, thì anh em nào muốn học chị Huyền thì mọi người liên hệ chị Huyền nhé. Thì chị toàn ứng dụng luôn, luôn. Không có cái quá trình như cái gì cả. Các bạn ạ, muốn tìm hiểu kỹ nó như thế nào, ví dụ như ngủ dậy sớm chẳng hạn. Lúc trước thì hay ngủ dậy muộn lắm. Thế nhưng mà từ khi biết đến cái hành trình này, những cái buổi đầu là cũng bị trằn trọc. Kiểu chưa bao giờ mình dậy ở cái giờ như thế. Có công, có việc hoặc là có suy nghĩ gì thì mình mới dậy ở cái tầm 4 giờ, 4 rưỡi. Thế nhưng bây giờ thì nó thành một cái phản xạ là cứ dậy thôi. Và động viên được những cái những người trong nhà chẳng hạn. À, cần giờ này là con phải dậy giờ này. Nó cứ thấy mình tự chuyển hóa thôi ấy. Thì tự nhiên các con nó theo thôi. Lúc trước học cứ phải nói nhắc. Bây giờ cũng không cần nhắc, là cứ thế mà vào bàn mà học. Và mọi thứ mình nói với con ấy, nó đi vào trọng tâm, nó đúng vấn đề hơn. Nó thuyết phục hơn, tự nhiên nó thành thuyết phục thôi. Tại mình ngộ ra rồi, mình chuyển hóa trước, mình thay đổi trước thì tự mọi người theo ấy. Nghĩa là nó nhàn hơn rất là nhiều. Thì cứ thấy cái gương mình đi đằng trước rồi, tự nhiên thức dậy sớm thức khuya, mình làm, nghĩa là nó tạo ra cái kết quả rồi, nó có ứng dụng luôn, thành tựu luôn. Thì ví dụ như là đọc sách, cứ cái giờ đấy đọc và cái cách đọc như thế nào thì mình cũng chỉ luôn cho con. Đây này, con nên đọc như thế này thì nó sẽ dễ hơn. Và con có cảm thấy nó hay không?
hay cái cách đặt câu hỏi của mình ấy, mình hiểu rõ rồi thì bao giờ mình cách đặt câu hỏi hoặc cách mình truyền tải ra nó dễ hơn. Ví dụ như chuyện đọc sách ấy, bạn thứ hai nhà chị là bạn ấy rất là nhanh nhẹn, thông minh, thế nhưng mà không biết đọc sách đâu. Vì yêu mẹ mà, mẹ ơi con đọc một quyển này hay con đọc một đoạn này là hay đúng không? À, là mẹ vui đúng không? Ừ, mẹ rất là vui. Thế nhưng sau đấy thì nó thành cái thói quen rồi, một thời gian rồi ấy, xong là yêu cầu là con đọc như thế rồi nhưng mà mẹ thích con là trong đấy con nêu ra được là con thấy cái nội dung nó có cái gì, mới đầu là kể về sau rồi, các bạn có hay trì hoãn không chị? Các chị gọi là các bạn có hay trì hoãn không? Có cái bạn nữ là hay trì hoãn nhưng nó cứ để phút cuối bắt đầu nó mới ra. Dụ làm bài nó có rất nhiều bài nhưng mà có thể nó không làm ngay đâu. Bây giờ nó hơi rơi vào tình trạng đấy và đến cuối bắt đầu là nó đến cái giờ sát nút bắt đầu nó làm. Thế hỏi tại sao con như thế, bảo thường những cái lúc đấy con mới phát hiện là mình có giỏi hay không nhỉ? Chuẩn bị từ đầu đến cuối chuyện bình thường mà sát như thế, bảo thế những giờ kia con làm gì đó, làm những cái gì mà con thích. Rồi, còn rồi, con vẫn hoàn thành. Rồi. Đấy, nó có thêm một cái ý thức như thế. Dạ, cảm ơn chị chia sẻ. Bây giờ em muốn nghe thêm ý kiến của chị Quỳnh được không ạ? Quỳnh ạ. Dạ, chào cả nhà. Em sau khi mà nghe bài chia sẻ của anh Thắng thì em cũng có một cái đúc kết từ bản thân. Thực ra em là nhân viên thiết kế thì thường sẽ chạy theo deadline rất là nhiều. Yeah. Ngày xưa là cứ có công việc là bắt tay vào làm luôn, làm mà để mục đích là hoàn thành công việc thôi, chứ thực ra để mà mình kỹ và nó hoàn thiện tốt nhất theo cái mức mà mình mong muốn thì chưa. Yeah. Nhưng mà sau những bài chia sẻ của tuần trước thì em bắt đầu là thứ nhất lên to do list cho mình, suy nghĩ trước cái ý tưởng của mình một vài phút rồi ra bắt đầu làm công việc chăm sóc con cái, và đến giờ làm việc thì quay trở lại với công việc của mình thì thấy ý tưởng của mình nhanh hơn và mình bắt đầu thực hiện nó cũng có kết quả tốt hơn ạ. Dạ, đó là ý kiến của em. Hiện tại chị Quỳnh còn bị cái trì hoãn không? Chị có gặp cái khó khăn nào mà nó đang bị delay không? Thực ra thì có một cái em delay với chính bản thân mình, đó là cái thực hiện cái kế hoạch của hai mẹ con, đó là làm một cái clip truyền riêng cho hai mẹ con. Nhưng mà trong cái tuần vừa qua thì hai mẹ con đã cùng thực hiện làm và thấy là nó chỉnh chu hơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị Quỳnh. Tức là có đồng đội thì mình sẽ đi nhanh hơn và làm nó ok hơn đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, và nó cũng có niềm vui hơn ạ. Dạ. Chị. Em mời chị Nhàn ạ. Với lại có chị Đỗ Hương ấy. Chị Đỗ Hương chia sẻ là muốn chia sẻ một việc mà 2 tháng nay chưa hoàn thành. Em mời chị Nhàn trước nhé, sau đấy là chị Đỗ Hương. À, chị Đào. Em chào anh Thắng, em chào ban tổ chức và mọi người nhà K2. Lần đầu tiên cũng chia sẻ trực tiếp. Cái câu chuyện về trì hoãn ấy, thì em vẫn đang mắc cái việc này. Và nó đến, em cũng nhận thức được rất là rõ. Cái việc đầu tiên giống như anh Thắng vừa rồi có chia sẻ đúc kết ấy, thì nó đến từ cái việc cầu toàn. Lấy ví dụ đơn giản như trong công việc của em chẳng hạn, khi mà em làm một cái dự án ấy, thì thông thường em có cái yêu cầu với bản thân mình rất là cao. Ví dụ như là để phân tích thị trường thì em sẽ kỳ công phân tích, tìm kiếm tất cả các tài liệu mới nhất từ các cái đơn vị uy tín nhất mình đọc, mình hiểu, sau đó mình tổng hợp lại, mình đưa nó thành thông tin của mình. Nên thành ra ví dụ như cái từ cái sự cầu toàn đấy thì cái yêu cầu luôn luôn là phải hiểu hết, phải có cái overview. Nên thành ra nhiều khi một cái dự án của mình thì mình mất rất nhiều thời gian để mình đưa nó thành một cái tính bị cái câu chuyện là logic theo kiểu là phải hệ thống ấy. Nên thành ra lúc nào cũng mất thời gian để tổng hợp việc đấy. Hay ví dụ như đơn giản như câu chuyện là tham gia văn hóa đọc K2 chẳng hạn, thì cái tính cầu toàn nó cũng lại tiếp tục bị diễn ra ở cái chỗ là có một vài buổi thì vì mình có việc ấy, nên mình bị miss mất một số cái buổi mà chia sẻ của ban tổ chức hoặc là các anh diễn giả ấy. Và mình cầu toàn ở cái chỗ là mình sẽ phải xem lại và mình phải đúc kết lại, mình xem hết một lượt và mình tự tổng hợp lại như vậy là hành trình nó như thế nào rồi. Nên mình cũng rất là mất thời gian. Nên nhiều khi là ví dụ như mình bị trượt mất khoảng tầm 2 buổi chẳng hạn, 2-3 buổi là mình bắt đầu mình bị thấy bị overload. Bởi vì gần như việc nào mình cũng sẽ bị áp dụng cái tâm lý như vậy vào đấy. Cái thứ hai nữa là cái mức độ ưu tiên.
Bởi vì mình cũng biết là mình chia ra bốn loại, đó là cần deadline ngay và tầm quan trọng. Em có phân định tính ưu tiên như vậy. Tuy nhiên thì nhiều khi, ví dụ như là khi mình đi làm việc thì em làm cho Vin, nên thành ra có những cái việc rất là đột xuất, theo kiểu là giao phát là trong vòng 2 tiếng là mình phải hoàn thiện này nào, thì sẽ bị cái câu chuyện những cái việc như vậy nó đến khá là liên tục. Nên thành ra những cái việc mà mình đã nằm trong kế hoạch mình lập ấy, thì nó sẽ bị đẩy lùi lại. Nên cái việc câu chuyện là chưa biết cách xử lý đối với những cái các cái order kiểu như vậy. Thì cái thứ ba nữa là các cái câu chuyện về say no. Có nghĩa là nhiều khi mình đang làm cái việc của mình ấy, nhưng mà ví dụ như là có những câu chuyện mình phải đi làm thiện nguyện, phát sinh, có những cái việc phát sinh ấy, hoặc là có những mọi người mà có cái vấn đề mà mọi người nhờ bị mình, em làm về sale thành ra có hay có đối tác chẳng hạn. Mình đang làm việc và đối tác người ta có nhu cầu phát sinh, người ta cần mình tư vấn hỗ trợ ấy. Mình lại quay ra mình hỗ trợ họ trước, nhưng quay lại cái công việc của mình sẽ bị delay. Thì đấy là em vẫn đang bị và đang cố gắng khắc phục, nhưng mà nó cũng chưa được giải quyết một cách cao và hiệu quả. Cũng rất là mong anh Thắng và mọi người chia sẻ. Những cái mà việc mà chị trì hoãn ấy, nó tạo ra cái cảm giác gì cho chị? Cảm giác mình bị bơi ấy. Bị bơi. Đúng rồi, có nghĩa là ví dụ như là cái câu chuyện là khi mình có bị làm những cái việc như vậy thì thành ra mình cứ phải cố về làm thêm giờ, ví dụ như là tối về, hoặc là mình tranh thủ và mình bị bớt những cái thời gian dành cho bản thân đi. Ví dụ như là nếu mà cân bằng thì có thời gian tập thể dục này, tập yoga thứ, mà hôm nào mà bị overload là coi như chỉ có ngồi máy tính suốt thôi, thì mình bị cảm giác bơi. Và cái thứ hai nữa là ví dụ như đối với lại văn hóa đọc K2, những cái việc mà mang tính chất cộng đồng á, mình muốn chia sẻ mà mình làm nó không có tới thì mình cảm giác thấy cái gì đó hơi có lỗi. Thực sự với văn nói đọc K2, với nhà 45 chẳng hạn, thì mình cũng cố gắng làm các hoạt động là đọc sách buổi tối, nhưng mà mình cảm giác mình chưa thực sự làm hết những cái gì mình có thể làm. Em thì câu chuyện là định hướng được, biết cách làm, nhưng mà chỉ là đang bị bơi. Và rất là thất vọng khi mà mình thấy là không phải disappointed lắm, nhưng mà mình cảm giác là thấy không được thoải mái khi mà mình làm không hết sức mình. Ok, cảm ơn chị đã chia sẻ. Rồi, em mời chị Đào Hương nhé. Chắc là chị thêm ý kiến của chị Đào Hương thôi. Sau đấy chúng ta tiếp tục. Sau cái phần Thắng chia sẻ rồi chúng ta sẽ lại thảo luận tiếp. Không cả nhà. Rồi. Mời chị Đào Hương ạ. Cả nhà có nghe rõ không ạ? Nghe rõ chị ạ. Vâng, để cho em chia sẻ một chút là thực sự là khi mà bây giờ anh nói đến cái từ mà trì hoãn hay né tránh thì em thấy nó đúng với mình. Là bởi vì em nhà thì bán hàng, thì sau đó là em có mua một cái app Misa, nhưng cái yêu cầu là mình phải nhập dữ liệu đầu tiên ban đầu vào. Và khi mà em nhìn thấy tức là nhà mình nhiều mặt hàng quá, thì nhập cái dữ liệu là mình bắt đầu mình thấy nó hoảng. Và bây giờ mình lại có một cái suy nghĩ né tránh, đó là thôi những cái việc khác mình làm trước đi, xong rồi mình dành thời gian làm cho cái việc này. Và mình cứ như vậy cho đến bây giờ là mình vẫn đang né tránh nó. Thì tuần trước khi mà anh có chia sẻ đến cái việc mà lên kế hoạch để làm ấy, thì mình cũng có đặt ra mục tiêu là hôm nay mình làm bằng này cái danh mục, thì sau đó là mình sẽ ngày mai mình sẽ chia ra, mình sẽ lại làm bằng này danh mục thôi, thì cũng đỡ hơn, tức là có tiến triển. Nhưng mà đúng thật sự là cái việc mà vào danh mục cho cái phần mềm đó là mình trì hoãn đúng 2 tháng rồi. Nó rất chán, mình... đúng không? Cơ bản là đúng rồi. Mình thấy nó nhiều quá và mình né bằng việc là mình hoàn thành tất cả những việc khác đi. Tư tưởng trong đầu luôn là mình hoàn thành tất cả việc khác đi để mình làm việc này, nhưng đến cuối cùng là mình vẫn không làm. Đấy. Đấy, đúng. Chị có giải pháp cho nó chưa? Chị có giải pháp cho nó? Được, giải pháp đơn giản là vứt cái app mình xa đi sang một mình. Giải quyết cũng nợ. Đúng là như thế thật đấy. Thì tuần trước đúng là học anh xong là mình là có lên list là 4 việc quan trọng và hoàn thành 4 việc đó thôi, thì cũng có một việc đó là hôm nay là mình sẽ làm khoảng độ 10 đến 20 danh mục thôi, thì là có chia ra rồi. Đấy, nhưng vẫn chưa hoàn thành, thật sự là đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Cái việc đấy nó có thật sự quan trọng không? Kiểu như là không làm là hỏng cả cửa hàng ấy. Đến mức như thế không? Thực ra nó là mục tiêu về dài hạn là cần phải làm. Và
tức là hàng hóa là càng ngày càng tăng lên là mình phải làm cái danh mục đó để mình sử dụng app bán hàng mà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã chia sẻ, cảm ơn chị Đào Hương, cảm ơn chị Hàn sâu đã chia sẻ. À, trước khi đi vào giải pháp thì mình cũng sẽ hiểu về cái nguyên nhân đấy. Bởi vì khi mình hiểu cái nguyên nhân của cái trì hoãn ấy, thì mình sẽ giải quyết đúng cái nhân thôi. Có một cái câu nói Thắng rất là tâm đắc khi chạm tới cái chánh kiến, tức là cái gì là cái cốt lõi hay là nguyên nhân cốt lõi là gì. Chúng ta sẽ có rất nhiều nguyên nhân để tạo ra sự trì hoãn. Và bình thường mình bảo là cái việc này mà chưa làm được vì có cái việc A nó chen ngang, vì một ngày bận rộn quá hay là cái lý do gì đó. Nhưng mà ở đây mình nhìn thấy cái nguyên nhân cốt lõi của nó này. Rồi sau đấy là mình chặt đứt cái nguyên nhân đấy là xong. À, để thằng đấy, cái này xem mọi người ở đây có đúng không nhé. Đầu tiên, cái né tránh. Né tránh ở đây nó biểu hiện ở hai cái dấu hiệu rất đơn giản thôi. Tức là đi làm những việc khác. Tức là việc dễ này, việc vui này, và việc khẩn cấp. Và hoãn cái việc cần làm lại. Đúng không ạ? Rất đơn giản nó là như thế. Thì mình gọi tên nó là né tránh. Tức là bản chất là mình đang né né một cái gì đấy để mình làm cái này thôi. Rất đơn giản. Đúng không? Vậy thì cái né này nó đến từ đâu? Nó đến từ đây này. Đầu tiên, nó là do chúng ta kỳ vọng cao. Đó là cái việc đấy mà chúng ta kỳ vọng cao nó. Nên là đôi khi kỳ vọng cao nên nó khó. Hiểu đơn giản này. Là khi mà mình đọc một cuốn sách trong một buổi chiều mà mình đặt cái kỳ vọng là mình phải đọc hết cả cái cuốn sách này trong vòng 3 tiếng buổi chiều. Tự dưng nghĩ tới nó thôi là đã khó rồi. Ví dụ như là chị, có thể là chị Đào Hương, chị suy ngẫm là à, cái việc mà mình nhập dữ liệu thì mình phải nhập toàn bộ cái dữ liệu này vào trong cái máy tính này trong một tuần. Nghĩ tôi là đã thấy khó rồi. À, thì cái nguyên đầu tiên đó là do kỳ vọng cao đấy. Tức là do mục tiêu của mình cao. Nó sinh ra cái sự né tránh. Lát nó nhìn theo cái tâm nó sẽ dễ hơn nha. Nhưng cái thứ hai, một trong những cái mà khiến cho chúng ta né, chúng ta đi né những việc khó và chuyển sang những cái việc dễ, việc vui, khẩn cấp. Vì những việc dễ, việc vui, việc khẩn cấp dễ làm hơn, rất đơn giản. Tức chúng ta né nó vì nó khó. Mà nó khó ở đây hiểu tức là gì? Mình chưa hiểu cách để làm nó. À, ví dụ như có một cái bài tập lớn mà chúng ta cứ né mà nó đi làm những cái bài tập dễ vì đơn giản là bài tập lớn nên nó khó. Nó chưa đủ dễ để chúng ta bắt đầu. Nó chưa đủ dễ để chúng ta có cái động lực để làm. Mặc dù chúng ta biết nó là một việc rất cần làm. À. Cái thứ ba, đó là việc nó khó, nó chán, nó mệt. Tức là nó chán, mình không thích. Và nghĩ thế thôi, nó đã mệt rồi. Ví dụ những người mà tip sáng tạo mà bắt đi nhập dữ liệu là thôi chết luôn. Còn những ông mà tip hệ thống mà bắt đi ngồi thiết kế ảnh là cũng chết luôn. À. Vì việc đấy nó rất là chán của mình. Ví dụ ở ban cán sự đây này, có một cái việc mà Thắng tin rằng là gần như ai cũng thấy chán. Đó là việc đi giám sát anh em. Thì đếm cho mọi người có làm bài tập không ấy, thì sao đấy nhập vào cái bảng cho anh em. Đúng là cái công việc là ăn cơm nhà vác tu hoàng tầm. Chán đâu mà chán. Anh em thấy việc đấy có chán không ạ? Anh em thấy chán thì comment số 1. Thì Thắng ngày xưa đau khổ luôn. Nhưng đó là việc phải làm. Việc nó có ích thôi. Mình vẫn phải làm. Đó. Thế thì cái cách nào để vượt qua những cái việc này? Đôi khi việc đấy nó không khó đâu. Đôi khi có những việc rất dễ nhá. Nó không hề khó một tí nào. Nhưng nó cứ bị chán chán kiểu gì. Mình không muốn làm đâu. À, thì nó sinh ra sự trì hoãn. Vậy thì nếu mà đọc ra cái tâm gì nó vận hành, thì cả nhà cũng đọc xem. Tâm né tránh thì nó gọi là tâm gì? Tâm né tránh thì nó gọi là tâm gì? Tham hả? Đúng rồi, tâm né tránh chính là tâm sân đấy, tức là tâm chối bỏ đấy. Nhưng mình hay gọi là mình gọi nó thôi là tâm sợ, tức là né một cái việc gì đấy khó, nó gọi là tâm sợ để vận hành. Bản chất bên trong của mình lúc nào cũng có một cái tâm sợ, lúc nào cũng thế. À, lúc nào mình cũng đang sợ hãi một cái điều gì đó. Nó vấn đề nó có nổi cộm lên không, nó có trồi lên hay không, mà thôi. Bản chất là nó luôn vận hành. Thế còn cái kỳ vọng cao là tâm gì? Kỳ vọng cao là tâm tham, đúng không? Tâm tham. Thì không hiểu cách làm là tâm gì? Không hiểu cách làm.
có một cái nhiệm vụ trước mặt của mình phải làm, nhưng mình không biết cách để làm nó. Đó, gọi là tâm si. Tức là không hiểu rõ nó, không biết cách để hoàn thành nó. Đó là tâm si thôi. Rất đơn giản. Còn cái việc khó, chán mệt. Chán mệt nó là gì? Là cái tâm gì? Việc khó chán mệt nó là gì? Nó là nghịch cảnh. Không. Nó là nghịch cảnh. Một câu hỏi đánh lừa thôi. Đó là nghịch cảnh. Bây giờ mình đặt câu hỏi này. Đó là trong cuộc sống của mình, có phải lúc nào nó cũng là thuận lợi không? Hay là kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp những cái việc khó? Việc khó, việc chán, việc mệt. Đó. Bây giờ giải pháp của mình cũng rất đơn giản thôi. Giảm bớt kỳ vọng xuống. Và tìm cách để giải quyết công việc hết. Có bấy nhiêu thôi là tự dưng nó hết sợ. Còn việc nó khó thì từ từ. Thằng lấy ví dụ cho trường hợp của chị Đào Hương nhé. Lấy ví dụ của chị Đào Hương, Thì đặt mục tiêu là phải nhập dữ liệu vào trong phần mềm Lisa. Ok. Vậy thì trong việc nhập dữ liệu đấy có bao nhiêu công việc và mất thời lượng là bao nhiêu? Và cách làm nào là cách làm nhanh nhất hay là hiệu quả nhất? Và để nhập vào dữ liệu của Misa thì nó mất đâu đó khoảng 3 tuần. Ví dụ như vậy. Và đây là một việc rất nhàm chán. Rồi. Đồng ý nó là việc nhàm chán luôn. Nhưng vì mình kỳ vọng rằng là có thể là 3 tuần mình mới nhập xong. Thì thay vì mình như thế mình đặt một cái mục tiêu rất phù hợp rồi. Ngày hôm nay nhập được 1 mặt hàng. Ngày mai nhập được 1 mặt hàng. Ngày kia nhập được 1 mặt hàng. Cứ như vậy. Làm 3 tháng rồi nó cũng xong. 3 tháng rồi nó cũng xong. Vấn đề nằm ở chỗ này. Mình chỉ cần chia nhỏ cái mục tiêu đấy để mình cảm giác là mình action được, nó là được. Thì từ đó nó không còn cái tâm sợ nữa. Thì đó là cái ví dụ đơn giản thôi. Còn bây giờ đi vào chi tiết này. Thì cái giải pháp thằng thấy là có 3 cái. Có 3 cái để chúng ta sẽ có thể vượt qua và đối mặt được cái sự trì hoãn. Cái việc đầu tiên là việc phải nhận diện được. Cái việc đầu tiên là mình phải nhận diện được là mình đang né né một cái gì đấy. Hình như mình đang né né một cái gì đấy thì phải. Vì theo một cái phản xạ thông thường của mình đó, tức là khi mình né một cái gì đó mình không dừng lại đâu. Mà việc của mình là mình lại tiếp tục đi làm những cái việc để né tránh nó. Ví dụ như là làm một cái việc gì đấy nó dễ này, làm một cái việc gì đó khẩn cấp hơn này, mà mình không dừng lại. Thì cái việc đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta trì hoãn thì phải quan sát được mình, nhận ra và chấp nhận rằng là hình như mình đang né tránh một cái việc gì đấy thì phải. Mình đang né né một cái việc gì đấy thì phải. Phải dừng được cái tiến trình này lại. Nếu mà mình cứ tiếp tục theo một cái đà thói quen là né cái việc này là sẽ lấy một việc khác khỏa lấp vào, thì mãi mãi việc đấy nó sẽ bị trì hoãn. Nên ở đây chúng ta quan sát cái gì? Chúng ta quan sát cái tâm của mình. Cái tâm sợ, cái tâm né tránh. Nên đấy là lý do vì sao ở trên cái bản lập kế hoạch tiêu điểm mà lần trước tháng chia sẻ. Cái câu đầu tiên trong cái quan sát tâm là tâm mình có cái gì đang sợ sợ không? Có cái gì đang né tránh không? Việc của mình đó là phải đối diện với cái tâm sợ hàng ngày để vượt qua nó, không để cho nó âm ỉ bên trong. Bởi vì nó âm ỉ bên trong là cứ thế nó vận hành, cứ thế là nó vẫn trì hoãn, bởi việc nó vẫn đang nằm ở đấy. Chỉ khác là mỗi ngày mình cứ bận rộn mãi để rồi né tránh những việc quan trọng nhất. Thì việc đầu tiên chúng ta phải nhận diện được cái tâm của mình là có đang né tránh hay là đang sợ một cái điều gì đó không. Nhận diện được. Nhận diện thứ hai đó là quan sát cái suy nghĩ này. Cái suy nghĩ của mình nó có hay có cái câu kiểu thanh minh là tí nữa rồi làm, là thôi việc này để sau, cứ từ từ đã. Cái câu từ từ đã đấy là dấu hiệu là mình đang trì hoãn đấy. Là mình phải quan sát được những dấu hiệu này. Còn hành động này, hành động là mình đi làm việc dễ, việc khẩn cấp. Còn nếu mà ai đó mà rảnh hơn ấy, là cứ lướt lấy cầm điện thoại ra lướt, hoặc là việc đang việc đấy thôi nhưng mà bật báo lên là xem các báo, hoặc là lướt các tin tức, hoặc là kiểm tra Zalo tin nhắn. Đấy là cái dấu hiệu để có cái gì đó mình đang né tránh. Cái tâm của mình chưa đọc được, nhưng mà mình đọc được cái hành động, hành vi của mình. Thì khi đó chúng ta phải dừng nó lại. Dừng nó lại, chuyển sang bước tiếp theo này. Nhận diện được mình đang trì hoãn. Thì nhận sang bước tiếp theo đó là mình thấu hiểu. Bởi vì thấu hiểu nó sẽ sinh ra rõ ràng. Mình sẽ tiếp tục trì hoãn nếu mà cái vấn đề đấy nó không được định nghĩa rõ ràng. Đó. Thì Thắng thấy là một trong những cái lý do mình hay trì hoãn đó là mình hay bị thổi phồng cái vấn đề này nó lên khó quá. Tức là việc nó tưởng nó khó nhưng mà mình cứ làm cho nó rất khó lên. Nó lấy cái lý do. Thì việc đầu tiên là mình thả lỏng ra, hít thở sâu này. Nhẹ nhàng thôi mà cứ từ từ.
hình như là đang né né cái điều gì đấy thì phải. Ngồi xuống, hít một hơi thật sâu hoặc là đi lại cho nó thoải mái ra đã, nhìn vào bên trong, nhắc mình, họ gọi là động viên mình, rồi sẽ vượt qua thôi. Cả nhà mình có xem phim Ba Chàng Ngốc chưa? Đấy, có một cái câu của cái chàng ngốc và thông minh nhất ấy, là khi gặp vấn đề gì đó là cậu đặt tay lên tim, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Anh em cũng có thể học theo cái đấy. Anh em cũng có thể học theo cái đấy. Tức là khi mình phát hiện ra trì hoãn và đang né một cái gì đó, bản chất là chúng ta đang sợ cái điều gì đó, thì mình có thể là tự động viên mình trước đã. À, việc này nó cũng nhẹ nhàng thôi mà, cũng sẽ vượt qua thôi. Nhưng cái thứ hai ấy, là mình phải học cách viết ra. Cái này thằng gọi là đổ não lên trên giấy, tức là viết hết tất cả các suy nghĩ của mình xuống. Viết hết các cái suy nghĩ của mình xuống. Thì nó giống như cái kế hoạch tuần trước chúng ta học thôi. Và chúng ta quan sát lại quá khứ, quan sát tương lai, quan sát cái trạng thái tâm hiện tại. Viết ra những cái lo lắng và cái suy nghĩ của mình. Những cái gì mình đang lo lắng, mình đang lo sợ, mình mong muốn cái điều gì, mình viết hết tất cả lên trên giấy. Đừng giữ cái suy nghĩ đấy trong đầu. Bởi vì khi mà mình trì hoãn ấy, thằng thấy mình trì hoãn ấy, mình sẽ trì hoãn nhiều hơn nếu mà mình cứ thế mình suy nghĩ. Thay vì như thế, tìm một cái nơi gọi là dừng lại một chút, uống một cốc nước, làm một ly cà phê gì đó, cho một cái không gian khoảng 15 phút để dừng lại, viết hết tất cả cái suy nghĩ đấy ra. Và khi mà nhận diện được cái nỗi sợ này này, nhận diện được cái nỗi sợ này về bản chất, nó gọi là cái khổ. Tức là chúng ta đang lo lắng về một cái điều gì đó, cái gì đó mà chúng ta đang né tránh, nó gọi là khổ. Thì nhận diện nó rõ nó ra, sẽ đào sâu xuống xem nguyên nhân nó là gì. Bản chất nguyên nhân nó cũng chỉ có hai cái thôi mà. Đó là chúng ta đang tham, tức là chúng ta đang kỳ vọng cao vào nó thì phải. Chúng ta đang thấy rằng là chúng ta muốn một cái gì đó nó lớn hơn nguồn lực của mình thì phải. Hoặc cái thứ hai đó, chúng ta chưa hiểu rõ về cách làm. Đấy, chưa hiểu rõ về cách làm, nó gọi là tâm si. Bản chất nó có hai cái đấy là trong cái sơ đồ lúc nãy này. Diệt tức là gì? Diệt tức là cái mong muốn cụ thể của mình trong cái đầu việc này là gì. Khi mà mình thấy rằng à, mình đang kỳ vọng nó hơi bị tham, hoặc là kỳ vọng nó hơi bị mơ hồ, thì mình phải làm rõ cái mong muốn của mình ra. Và đạo tức là cái giải pháp, giải pháp thực hiện cái này nó là gì. Rồi, thì ở đây nó chính là sự thấu hiểu. Thấu hiểu cái suy nghĩ của mình, thấu hiểu cái vấn đề mình đang gặp phải. Nhưng có thể gợi ý thêm một cái nữa là đốt thuyền và cam kết. Lát nữa Thắng sẽ nói trong cái slide tiếp theo, thì chúng ta có thể khởi động ngay lập tức cái công việc đó. Chúng ta sử dụng cái tuyệt chiêu là đốt thuyền. Rồi, thì đó là cách mà chúng ta vượt qua cái sự trì hoãn. Bản chất có hai cái đấy thôi. Nhận diện rằng chúng ta đang trong trạng thái trì hoãn, dừng lại một chút, làm rõ ràng nó ra. Nhưng bây giờ khi mà bắt đầu làm ấy, làm sao để chúng ta không bị luân hồi hay là không bị lặp lại cái trạng thái trì hoãn này nữa, thì chúng ta phải luyện một cái năng lực, đó là làm việc như một anh nông dân thôi. Cả nhà mình để ý anh nông dân không, hay là bác nông dân không? Là làm việc không quản nắng mưa, làm việc rất chăm chỉ và đều đặn, không có bỏ ngày nào cả, không có cái câu chuyện là dễ làm thì khó bỏ. Và cái tinh thần của một bác nông dân đó là việc gì đến thì làm. Tức là việc gì đến với mình không có cái lựa chọn, mình ít có cái sự lựa chọn, mình thản nhiên, mình đón nhận, mình làm nó thôi. Vậy thì nếu mà một ngày anh em đã có cái kế hoạch rồi, thì nỗ lực cứ thế tuân thủ mà làm, tuân thủ cái kế hoạch của mình mà làm. Rồi cái việc gì mà nó bất như ý đến với mình ấy, mình cũng cứ nỗ lực mà làm. Và trong lúc làm đến đâu ấy, thì mình gọn gàng đến đấy. Bởi vì có rất nhiều người lạ lắm nhé, làm một việc nhưng mà lại vẽ ra ba việc khác, vẽ ra ba việc khác. Nó không có được cái sự gọn gàng thì dẫn tới là gì? Càng ngày mình càng vẽ nhiều việc hơn. Đó. Thì bản chất nó là như vậy thôi. Thế bây giờ đi vào những cách cụ thể nhá. Cách cụ thể này. Thì đây nó gọi là cái khung tư duy để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Bản chất là cái khung tư duy này để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Thì cái khung này nó đi từ why, how, what. Nó hơi khó một tí nhưng hình dung này. Chúng ta muốn làm một cái việc gì đó thì đây là làm gì, ví dụ như nhập dữ liệu MISA vào, nhưng mà chúng ta đã làm rõ cái lý do mình cần phải làm công việc này chưa, cái công việc này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề gì của mình, và nếu mà không làm cái này thì trả giá có đủ lớn hay không, chính là cái phần làm rõ đấy. Đó,
trước khi mà chúng ta quyết định làm một cái việc gì đó, chúng ta đã cân nhắc hay đã suy ngẫm kỹ về nó, là cái việc này nó đã quan trọng đến mức nào chưa? Việc đầu tiên là mình phải xác định rõ cái why cho từng cái đầu việc của mình làm. Nếu không ấy, là mình cứ làm theo kiểu quán tính thôi. Những cái việc người khác đưa cho mình mà mình nhận hết, đơn giản là bởi vì mình không có một cái lý do, không có một cái mục đích cho công việc đó. Nếu mà mình xác định được cái lý do cho nó rồi, thì mình sẽ dễ dàng nói không với những công việc ít quan trọng. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói yes với tất cả. Yeah. Vậy thì cái why này xác định thế nào? Rất đơn giản. Cái why này nó bản chất, nó chính là cái khung tư duy thôi, khổ tập diệt. À, chúng ta làm rõ về những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, những cái thứ mà mình lo lắng này. Hiểu sâu nguyên nhân của nó này. Và xác định rõ cái mong muốn của mình. Thì đấy chính là cái why. Đó chính là cái why. À. Còn giải pháp, giải pháp để làm, tức là cụ thể là chúng ta làm những cái gì trong ngày, những cái việc cần làm là gì, nó gọi là giải pháp, gọi là đạo đệ. Thì ở đây có một cái khung mà thần trước Thắng cũng chia sẻ với mọi người rồi, đó là cái OKR này. OKR ấy. Thì cái O, bản chất một cái mong muốn của mình, nó chính là thể hiện cái why. Ba cái kết quả then chốt mà mình viết vào bản kế hoạch hay là giải quyết cái công việc đó, nó chính là cái how, là cái hướng đi. Và cụ thể những công việc cần làm, đó là cái what. Được chưa? Thế thì khi mà mình ngồi, mình đứng trước một cái việc trì hoãn, mình phải xác định rõ, mình cần xác định rõ ra cái vấn đề này mình sợ nó như thế nào, nguyên nhân là gì, việc là gì và giải pháp là gì. Viết nó rõ ràng ra thì tự dưng chúng ta nhìn thấy cách làm. Mà nhìn thấy cách làm thì chúng ta sẽ không còn trì hoãn nữa. Rất đơn giản là như vậy. Rồi, thì đây là cái khung tư duy nhé, để giải quyết. Và toàn bộ cái tiến trình này chúng ta sử dụng là quan sát, phân tích, đúc kết là nó ra. Ví dụ như khổ, bây giờ lấy cái ví dụ này, chúng ta quan sát vào cái tâm của mình, đúng không? Chúng ta đọc, à chúng ta đang sợ cái này, sợ cái kia, đang chỉ hoãn cái này, chỉ hoãn cái kia. Rồi suy ngẫm mình đặt câu hỏi này. À, thế thì cái nào là cái việc mà mình đang lo lắng nhiều nhất? Đấy là còn suy ngẫm. Và cuối cùng chúng ta đúc kết, à rốt cục này. Rốt cục mình đang lo lắng cái vấn đề này nhất, mình đang trì hoãn cái vấn đề này nhất, thì đó là cái đúng kết. Thì khi mà mình đã suy ngẫm kỹ về cái vấn đề mình đang gặp phải, suy ngẫm kỹ về cái nguyên nhân của nó, suy ngẫm kỹ về cái đích đến của nó, thì mình format nó dưới dạng một cái OKR. Cái này trong cái bản kế hoạch trước chúng ta có đây đấy. Trong bản kế hoạch nó có đầy đủ hết. Thì khi mà những cái việc mà mình đang trì hoãn này, mình viết nó dưới dạng một cái mục tiêu và ba cái kết quả then chốt, thì tự dưng chúng ta sẽ bám theo cái mục tiêu đó một cách rất rõ ràng. À, và từ cái kết quả then chốt đó mình bẻ nó ra thành những cái hành động. Thế thôi. Và đây là cái sơ đồ hôm trước chúng ta nói về kế hoạch này, đúng không? Bản chất đây nó thể hiện cho cái việc là bốn kỹ này. Bốn kỹ. À. Đây là cái sơ đồ hôm trước Thắng nói này. Đó là gì? Chúng ta đưa ra một cái đúc kết trong ngày, là chúng ta lựa chọn cho mình một cái mục tiêu. Lựa chọn ra ba cái kết quả then chốt. Rồi thể hiện những cái công việc ở trong ngày mình cần làm nó là cái gì. Đấy, nó là cái sơ đồ này, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ ứng dụng này, thay vì bây giờ chúng ta chọn ra cái việc cần làm trong một ngày, thì bây giờ đứng trước một cái việc gì đó nó khó, chúng ta cũng áp dụng hoàn toàn cái tư duy này được vào được đó. Rồi còn đây là một cái tuyệt chiêu, đó là gì? Khi mình đã có một cái kế hoạch rồi mà mình có cái xu hướng gì đó nó trì hoãn, mình thấy cái việc này cần phải làm rồi, mình đã có kế hoạch cho nó rồi, đã rất rõ ràng rồi, mà mình vẫn thiếu một cái động lực gì đó bởi vì công việc này nó chán, thì cách rất đơn giản thôi, đó là hãy đưa ra một cái cam kết, hay còn gọi là đốt thuyền, qua sông thì đốt thuyền. Thì đang lấy ví dụ nha, ở nhà hiện tại là có một cậu em, à, cậu ấy thì cậu ấy có cái mục tiêu buổi sáng là dậy 4 giờ cùng với lớp X5, nhưng mà vì là mới 17 tuổi thôi, nên là buổi tối là hay xem điện thoại, cũng như là nói chuyện với người yêu. Nên là sinh ra cái hiện trạng là cậu ấy hay bị dậy muộn và để cho anh phải gọi
để cho đồng đội gọi nhiều. Thế thì giải pháp nào để giải quyết cái vấn đề đó? Đó. Thì khi mà chữa cái kế hoạch, bạn ấy nói rằng là đây là cái vấn đề mà em đang rất đau này. Không làm sao mà ngủ sớm được, mà ngày mai dậy muộn, mà join vào Zoom muộn với anh em thì cảm thấy rất là lấn cấn. Thế thì mình bảo là thế bây giờ có một cái hành động then chốt sao chú phải làm là gì? Là sẽ đi ngủ trước 24 giờ. Và nếu mà hôm nào mà đi ngủ muộn sau 24 giờ thì sẽ là quỳ trước ban thờ Phật và sám hối 15 phút. Em bảo ôi trời khó thế ấy. Nhưng mà có làm không? Nó có đáng làm không? Có. Thế nó có giúp cho chú làm được không? Có. Thế sau khi mà nó hứa cái đấy xong ấy thì đang bảo là rồi không chỉ hứa với anh, bây giờ em đăng lên cái nhóm Zalo của nhóm chung đi, đưa ra cái cam kết này để cho tất cả mọi người cùng vào like và comment. Thì tự dưng là mấy ngày hôm nay là bạn ấy dạy rất đều đặn, dạy rất đều đặn và tham dự các buổi Zoom rất trọn vẹn. Như vậy ở đây tức là gì? Khi mà mình có một cái việc gì đó nó đáng làm rồi, mình nhìn thấy rõ cách làm rồi, thì mình cần phải đưa ra cái cam kết nếu mà bản thân mình vẫn còn cái sự trì hoãn của thói quen. Thì cái đốt thuyền ấy, tức là đưa ra một cái lời hứa, một cái cam kết với cái danh dự của bản thân mình, nó sẽ giúp cho mình đẩy đi rất nhanh, vượt qua sự trì hoãn. Không tin anh em thử đi. Ở đây có anh em nào mà hay dậy muộn mà vào Zoom muộn xong đấy là cảm thấy hay bị lấn cấn không? Rất đơn giản thôi. Lan đã chat lên nhóm Zalo này. Tôi hứa với cả nhà là từ nay đến cuối hành trình là tôi sẽ không vào Zoom bất kỳ muộn một ngày nào nữa. Nếu mà tôi vào Zoom muộn thì tôi xin cam kết nộp phạt hoặc A hoặc B hoặc C, hoặc là xin cúng dường tất cả mọi người là bao nhiêu quyển sách, ví dụ như thế. Tự dưng là dậy rất sớm. Tự dưng là dậy rất sớm. À. Còn ví dụ như có anh em nào này mà hay nộp bài tập muộn, nhưng mà mình biết thừa là mình hoàn toàn có thể làm sớm hơn. Rất đơn giản thôi. Đăng một cái thông báo lên trên nhóm Zalo và là cam kết với cả làng là từ nay tôi sẽ hoàn thành bài tập trước một tiếng. Và tôi xin chuyển khoản cho ban tổ chức 5 triệu. Đó. Ban tổ chức mà phát hiện ra tôi nộp muộn thì trừ của tôi 5 triệu luôn. Khẩn trương, không có cái câu chuyện trì hoãn gì ở đây hết. Vấn đề nằm ở chỗ là mình có chịu chơi hay không. Thì cái chiêu đốt thuyền này áp dụng hiệu quả lắm. Ở trong lớp X5 mọi người áp dụng hiệu quả lắm. Tức là ai mà muốn đốt thuyền, ai mà muốn có một cái lực đẩy ở phía sau ấy, thì đưa ra cái cam kết này mạnh mẽ. Nhưng lưu ý nha, cái này không phải là gọi là hứng lên là làm đâu, mà phải cảm nhận rằng là mình đủ nguồn lực để làm, nhưng mình có một cái sức ì gì đấy về thói quen, mình cần được mọi người hích cho một phát bay về phía trước, làm cái này rất hay. Rồi. Còn ở đây có vài cái tip nho nhỏ Thắng chia sẻ với mọi người để vượt qua được những cái sự trì hoãn và bớt bị lan man này. Cái bí quyết đầu tiên mà Thắng rất hay sử dụng và hiệu quả, nó gọi là cái maybe list, gọi là việc có thể làm. Tức là như này, trong lúc mà mình làm việc ấy, trong đầu mình tự dưng là mình nhớ có một cái cuộc hẹn buổi chiều. Trong lúc mình làm việc mình nhớ là ồ cái đoạn này mà làm nó hay ấy, là nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế kia. Rồi bảo ồ mình có một cái ý tưởng hay quá. Rồi đây chính là cái lý do khiến cho mình bị sa đà vào những việc dễ và việc thích. Bởi vì những ý tưởng nó mới nảy ra bao giờ nó cũng sướng hết. Và những việc làm hiện tại của mình nó bị chán á, nên là mình bắt đầu sa vào đây và né tránh nó. Thì danh sách một việc có thể làm đó là gì? Bất cứ khi nào mình đang làm việc mà nảy ra một ý tưởng mới, hãy viết nó vào một cái ghi chú, viết nó vào một cái danh sách, viết nó vào một cái cuốn sổ và để nó dạng là việc có thể làm. Lưu ý nha, nó là có thể làm, chứ không phải là việc nên làm, không phải là việc cần làm, không phải là việc phải làm, mà là việc có thể làm. Có thể làm tức là có thể không làm. Thì đúng không ạ? Chúng ta không bay theo những cái việc mới nữa, mà cứ làm xong cái việc của mình đã. Còn cái thằng nào mà nó mới đến, xếp nó vào cái danh sách này. Tác dụng của nó này, đó là khi có ý tưởng mới á, là mình sẽ nắm bắt được mà không bị bỏ sót. Nhưng đồng thời là giải phóng cho tâm của mình để không bị các ý tưởng theo đuổi. Các nhà hiểu cái đoạn này không ạ? Khi mà giải quyết xong công việc của mình hiện tại, thì sau đó mình mới nhảy sang cái việc này, xem xét là có nên làm hay không. Đó, thì thằng áp dụng cái này rất hiệu quả. Cái thứ hai, mà một cái này cũng tip rất nhỏ thôi, mà nó tăng ngay lập tức được hiệu suất này, và cái tâm của mình được giải phóng này. Nó gọi là next action, là hành động kế tiếp. Hành động kế tiếp
này, là danh sách các việc nhỏ có thể làm trong vài phút để gọn gàng các đầu việc. Tức là mọi người có bao giờ gặp cái tình trạng là kết thúc một cái buổi, đáng ra mình phải nộp cái báo cáo, mình nhắn tin cho một ai đó, nhưng mình cứ bị trì hoãn, mình delay, thành ra việc đó nhỏ thôi, nhưng cứ dây dưa cả ngày không? Vì nó dây dưa cả ngày nên cảm thấy tâm của mình nó rất là lớn cấn. Thay vì như thế, chúng ta sẽ phải sử dụng một cái gọi là next action. Kết thúc một đầu việc gì đó, mình sẽ đặt ra khoảng, vậy thì làm gì tiếp theo để cho nó gọn cái công việc này lại. À, tác dụng của nó này, dứt điểm các đầu việc nhỏ ngay, không để dây dưa sang các đầu việc khác, và giải phóng cho tâm rằng đã xong rồi. Đã xong rồi. Thằng lấy một ví dụ, kết thúc buổi Zoom hôm nay, ba hành động rất nhỏ mà dưới một phút mọi người làm được là gì? Mọi người thử comment lên trên Facebook này, à comment lên trên cửa sổ chat này. Ba việc nhỏ mà sau khi kết thúc buổi Zoom hôm nay, ngay lập tức làm luôn trước khi chuyển sang cái đầu việc khác, làm việc gì? Nhỏ tới mức mà có thể làm được trong một phút kết thúc cả ba đầu việc. Ok. Cái việc gì rất nhỏ thôi, việc rất nhỏ mà chỉ giải quyết dưới 1 phút hoặc là 2 phút, gọn gàng ngay, cảm giác là cái buổi ngày hôm nay nó đã xong rồi. Nó đã xong rồi. Để khi mà mình nhớ lại cái việc này, cảm thấy nó đã hoàn chỉnh, nó đã trọn vẹn rồi đó. Đó. Thì ví dụ như là Thắng mà kết thúc cái buổi này á, Thắng sẽ xem lại cái slide một xíu, sau đó gửi cho Chi và gửi lời cảm ơn hết. Như vậy là đã trọn vẹn xong cái việc là chia sẻ về văn hóa đọc. Tức là không còn phải lấn cấn bất cứ cái điều gì cả. Đúng không ạ? Thì cái next action này này, áp dụng trong mọi hành động của mình. Ví dụ, kết thúc một cuộc họp, thì mình sẽ đặt câu hỏi cho toàn bộ anh em là hành động kế tiếp là gì? Ví dụ hành động rất nhỏ này, capture cái biên bản cuộc họp quăng lên nhóm Zalo. Nhắc cái ông A, ông B không tham dự buổi họp này nắm rõ thông tin. Đó. Và đổi lại tên file cho nó tròn trịa. Đấy, có ba cái hành động này thôi. Là nó kết thúc trọn vẹn cái cuộc họp. Rồi ví dụ như là kết thúc một buổi học của văn hóa đọc chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì mọi người thử viết ra xem là ba cái hành động gì rất nhỏ để kết thúc là một buổi học nó trọn vẹn. Đó. Thì nếu mà mọi người thường xuyên có cái thói quen này á, tức là cứ khi mà làm mình làm cái việc gì đây xong, làm việc gì đây xong, mình đặt câu hỏi là vậy thì hành động kế tiếp là gì để cho nó trọn vẹn, thì ngay lập tức mình sẽ có một cái, dần dần mình sẽ có một cái thói quen là gì? Làm việc đến đâu nó gọn gàng đến đây, nó không có bị dây dưa, nó không có bị gọi là phải nhớ cái thứ gì đó. Còn nếu mà cái việc gì mà nó còn phải theo dõi tiếp ấy, ví dụ như là việc là, ví dụ như là mình họp này xong nhưng mình lại phải đến chiều mình phải thông báo cho một ai đó, thì mình đưa cái cậu đưa vào công việc là có thể làm, thế là xong. Đó. Rồi bản chất là hôm nay nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi cả nhà, không có gì cả. Đây chắc là cái slide quan trọng nhất là cái phần này ạ. Đây là cái này thôi, bản chất nó cũng chỉ có cái này thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, xin cảm ơn ạ. Dạ, vâng, em cảm ơn anh Thắng ạ. Đúng 6:00 luôn. Siêu đúng giờ. Cái này là em phải học rất là nhiều mới đúng giờ được như anh Thắng. Thì anh Thắng cho xin lại cái slide. Vâng ạ, tất cả các slide hôm nay thì sẽ được anh Thắng gửi lại, em sẽ đăng lên cho cả nhà. Sẽ đưa vào cái bản đồ kho báu thì nhà mình sẽ tìm ở trong đấy nhá. Yeah. Thì hiện tại bây giờ là 6 giờ thì chúng ta có thể tạm dừng chương trình ở đây. Thành viên nào có việc bận thì chúng ta có thể ra trước. Sau đó là anh Thắng sẽ dành thời gian để thêm một chút để trả lời các câu hỏi. Nếu mà chúng ta có câu hỏi thêm ạ, thì em xin nhắc. Em xin nhắc một chút là cái chương trình nhà văn hóa đọc của chúng ta vẫn đang diễn ra. Hôm nay và ngày mai sẽ có rất nhiều những buổi Zoom của các thành viên khác, thì các ban cán sự của chúng ta sẽ dặn thành viên trong nhà mình là vào tham dự các chương trình Zoom
để ủng hộ cho thành viên trong làm cũng như là học hỏi cách mọi người chia sẻ tổ chức để làm sao cho tuần lễ tốt nghiệp của chúng ta diễn ra có các buổi Zoom liên tục của 51 nhà, hiện tại là còn 51 nhà trong một tuần thì diễn ra được suôn sẻ. Nội dung của tuần lễ tốt nghiệp thì sẽ được thông báo sau. Thế ạ. Và tiếp theo là đến chủ nhật tuần này thì chúng ta sẽ có một buổi Zoom làm. Thì lúc đó là vẫn chia phòng, chia thành 4 phòng và 4 xóm. Ban tổ chức sẽ là 4 xóm phụ trách như tuần trước thôi. Cho nên là cả nhà cũng không có gì phức tạp quá để lo lắng. Đấy ạ. Bây giờ em xin mời các câu hỏi từ phía thành viên. Không biết là chúng ta trong buổi học hôm nay thì mọi người trước tiên là comment giúp em chúng ta nhớ nhất được điều gì và chắc chắn là sẽ áp dụng sau buổi này ạ. Chị Đào Hương là chia để chị này, chia nhỏ việc rồi hoàn thành. Trong kết đô thuyền, quy tắc hoàn thành 3 việc nhỏ. Đúng giờ và đáng kỳ vọng. Nhà mình cứ comment tiếp nha. Thì bây giờ thành viên nào chúng ta có câu hỏi dành cho anh Thắng hoặc là muốn chia sẻ thêm, chúng ta có thời gian từ giờ cho đến khoảng 6:20. Đấy ạ. Thì chúng ta đặt câu hỏi. Bởi vì đây cũng là buổi chia sẻ cuối cùng của anh trong hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Tuần sau chúng ta sẽ gặp một thành viên khác với chủ đề khác, một chuyên gia khác với chủ đề khác ạ. Đấy là Zoom thứ tư. Em nhầm một chút. Thứ sáu tuần sau thì chúng ta sẽ có một vài buổi thảo luận. Và tuần sau nữa chúng ta có buổi thảo luận liên quan đến định hướng sau K2. Bây giờ em sẽ mời chị Khuê Linh nha. Nhưng ai mà có câu hỏi thì chúng ta sẽ giơ tay lên và em sẽ ghim lên trên màn hình thì đỡ bị trôi tin nhắn ạ. Cảm ơn chị. Chào Thắng, chào cả nhà. Thì buổi chia sẻ hôm nay hay quá. Hôm trước chia sẻ thấy hay ơi là hay, nhưng mà quay lại với lại cuộc sống cơm áo gạo tiền lại quên hết rồi. lại xếp vào một nơi rồi. Hôm nay may quá nhớ là vào Zoom ban cán sự để nhặt xem có được viên kim cương nào không. Ra được một bịch đầy rất là nhiều. Rất là cảm ơn Thắng chia sẻ về cái ba việc nhỏ ấy. Đúng là mình khi mà mình hoàn thành, dạo này mình cũng hay làm như thế, giả sử như là thấy mấy cái bát, mặc dù cần kíp đi làm việc khác lắm rồi, nhưng mà thôi, những cái việc kia nó cứ không hoàn thành, nên là mình rửa mấy cái bát ra thật sạch sẽ xong sau đó mình làm thì mình cũng thấy an tâm hơn. Nhưng mà cho mình hỏi là mình cứ hay nghe mọi người nói đến là cái sinh trắc vân tay ấy, thì là có cái tuýp người là đại bàng đa mục tiêu với cái này cái kia, thì mọi người, mình thì mình không chưa có làm cái đấy đâu. Thì liệu có tiếp người đấy không, thì mình thấy là mình đang làm cái việc này nhưng mà dễ bị cuốn hút bởi cái việc khác, và mình luôn luôn kiểu trong đầu có vô vàn ý tưởng và có rất là nhiều sự quyết tâm để thay đổi, nhưng mà cuối cùng ra thì mình thấy mình cũng không thay đổi được gì cả, tức là chỉ nghĩ đến để cho an tâm thôi. Là nghĩ đến rất là nhiều, kể cả những cái ước mơ ấy, nó cũng chết ở trong trứng nước. Tức là ước mơ, có những cái ước mơ mà mình nghĩ mình xuất hiện ấy, cách đây 20 năm rồi, thì khoảng 5 năm gần đây mới thấy có người làm. Thế có nghĩa là cái ước mơ đấy của mình đã đi sớm rồi chứ. Nhưng mà đấy, nhưng mình không quyết liệt, mình kiểu như là giống như là không biết cách làm, chứ cũng không phải là động lực không đủ lớn, mà cũng không hiểu động lực đủ lớn là như nào nữa. Có cái đối tượng đấy là trong sinh trắc vân tay nó có hẳn một cái chủng là đại bàng đa mục tiêu. Đại bàng tức là hổ báo đấy,
tức là rất là muốn dẫn đầu và đa mục tiêu, tức là ví dụ 10 con thỏ là muốn bắt cả 10 thì rất đơn giản như vậy. Và thường đại bàng như thế là chả bắt được con thỏ nào. Thế gặp rất nhiều người anh em như vậy, tức là mình có nhiều ý tưởng này, mình lại tiếp xúc nhiều mà mình lại có cái chất dấn thân nhiều nữa, nên là thành ra mình thấy rất nhiều cơ hội, chỗ nào cũng đầy rẫy cơ hội và chỗ nào mình cũng muốn làm vậy đó. Thì đúng cái... tức là chỗ nào cũng thấy, đi đến đâu, đi bệnh viện cũng thấy cơ hội. Thấy chỗ nào cũng thấy cơ hội cả. Nên là chỗ này mình làm được, chỗ này mình làm được. Bản chất là tâm tham nó vận hành, chứ có gì đâu. Bản chất là tâm đúng. Tham nó vận hành. Nhưng mà tham gia vào đây thì đúng là thấy là tâm tham. Mình cứ nghĩ là mình, tại vì mình rất là xuyên suốt của mình thì là người tử tế, mình cũng không gây cái điều gì đến người khác, cũng không tự nhiên mà làm cái gì cho mọi người ấy. Nhưng mà đúng là có cái tâm tham đấy là tham cho mình thôi. Thì đấy, câu trả lời của em như vậy đấy. Chị hỏi là có đại bằng bao mục tiêu không thì em bảo có. Em gặp nhiều người như thế. Thế là làm thế nào để giải quyết cái làm cho cái chất dẫn là sẵn là cái đại bàng đa mục tiêu đấy rồi, như làm thế nào để con đại bàng đấy nó trở nên có ích. Sẽ hay gặp ở những người mà trải nghiệm nhiều này, muốn làm nhiều mà lại nếu mà cộng một cái tâm gọi là hơi thông minh một tí, tức là nhìn thấy rất nhiều giải pháp, nhìn thấy rất nhiều cơ hội, thì nó hay bị cái tình trạng bệnh, nó hay bị gọi là có mới nơi cũ, tức là làm nó không trọn vẹn. Thì luyện cái chữ nhẫn thôi, tức là cái chữ dũng thì nó có, đại bàng thì nó dũng cảm mà, nó cảm thấy là chỗ nào cũng xông phá được, chỗ nào tôi cũng muốn làm, chỗ này làm được, chỗ này làm được, chỗ này làm được, nhưng mà chữ nhẫn nó bị thiếu, thì luyện cái chữ nhẫn, luyện cái tâm kham nhẫn, luyện cái cách đó là mình luyện ngay từ trong những việc nhỏ đây này, luyện là khi mình viết ra ba cái công việc quan trọng nhất, ba việc nhỏ quan trọng nhất đấy, thì luyện này, luyện làm xong cái đấy rồi mới chuyển đến việc khác. Luyện từ trong những thứ nhỏ nhất như thế, tức là luyện bản chất đó là cái tính kỷ luật đấy thôi. Viết ra những cái cam kết và thực hiện trọn vẹn cái cam kết đấy. Bởi vì nghị lực ấy nó giống như cơ bắp, mình cứ rèn luyện nhiều thì tự dưng nó sẽ khỏe dần lên. Bản chất mình bỏ một cái dự án này để nhảy sang một dự án khác, đấy là một cái tiến trình của bỏ cuộc và bắt một cái mới nó thú vị hơn. Nhưng bản chất là không thể sửa được ngay lập tức cái đấy đâu. Thay vì như thế, trẻ thật nhỏ nó ra để sửa một cách từ từ, luyện cái tính kỷ luật của mình một cách từ từ, thông qua cái việc là cứ viết ra ba đầu việc nhỏ và hoàn thành nó trọn vẹn, viết ra ba đầu việc nhỏ hoàn thành nó trọn vẹn, rồi dần dần là một ngày mình đưa ra những cam kết, ví dụ như là mình có cái tiêu điểm, mình có cái mục tiêu trong ngày, mình phải hoàn thiện nó đi, rồi sau đấy mới đi tìm cái mục tiêu khác, mới thực hiện cái mục tiêu khác. Cái thói quen của mình nó dần dần nó vun bồi thì cái nghị lực của mình tăng trưởng, cái chữ nhẫn của mình nó tăng trưởng, thì sau này khi gặp những cơ hội mới ấy, chúng ta sẽ ít có cái tình trạng là có mới nơi cũ. Còn nếu mà những cái việc nhỏ mà mình không giữ được cam kết, mình không kỷ luật được với cái cam kết, thì đến những cái việc lớn, đến những cơ hội lớn, mình sẽ bị nó cuốn theo ngay. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đó là tiến trình của rèn luyện thế. Cảm ơn Thắng. Rất là biết ơn về câu về sự tư vấn của Thắng. Mình còn mắc một cái điều này nữa. Thì thấy Thắng rất có sự vững chãi nên là rất là muốn được Thắng, nó chắc là nó hơi vượt qua bài này một tí nhưng mà thôi tiện thì có còn cơ hội, tức mình bị dễ bị mất cảm lạc cảm xúc, nói chung là mình kiểu như không gì mà tức là bị mất bình tĩnh hay bị gọi là tâm nó không vững chãi, nó không kiên định, là đang cái này nhưng mà mình sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những cái tiêu cực. Giả sử như đang chia sẻ cái này kia mà rất là hay mà mọi người thấy là ồ hay thế, tức là mọi người có thể tán dương, có thể là, nhưng mà mình giống như là một tuyết người không chịu đả kích, không chịu được sự đả kích, thì cái đấy mình nên luyện cái gì để cái bản chất đây là tiếp cảm xúc rồi, cảm xúc nó bị dao động, lúc thì nó lên cao như này, sau nó lại đau giống như thế này. Lúc mà được khen thì sướng lên thì phê làm mầm, và lúc mà bị chê một cái tuột mút là đau. Đúng. Chính xác đấy, kiểu thế. Có chị em anh em nào bị không, comment tương tự là tôi cũng giống bạn đi. Chuyện đấy cũng bình thường thôi, nó cũng là trong cột nghị lực đấy ạ. Cột nghị lực thì cái chữ đây gọi là chữ tĩnh, tức là nó
đối ngược với chữ tĩnh là nó dao động, giống như kiểu một mặt nước bình bình lặng đúng không, bình lặng, còn bên kia thì nó là sóng mà, nó cứ dao động dập dình như này, thì mình phải luyện cho nó tĩnh lại. Vậy để có những cái cách để luyện này, luyện ngồi thiền nhiều, ngồi thiền sâu thì tâm của mình nó sẽ bắt đầu tĩnh lại. Bản chất là mình ngồi thì mình sẽ bắt đầu nhìn thấy cái tâm của mình nó lắng lại, nó vững chãi. Thì khi mà mình luyện mỗi ngày ngồi thiền khoảng 30 phút đến 1 tiếng, tự dưng cái năng lượng của tĩnh ấy nó đưa vào cuộc sống. Đó. Đó là cái chữ tĩnh. Nhưng cái chữ tĩnh đấy nó không vững, bởi vì nó giống như kiểu là gọi là quan tĩnh, tức là mình ngồi thiền thì mình tĩnh, nhưng mà đến lúc ra cuộc sống thì nó lại không tĩnh nữa. Thì có một cái thứ hai nó vững bền hơn, đó là cái chữ tĩnh nó đến từ trí tuệ. Nghĩa là như thế này, đứng trước một vấn đề mà mình không biết giải pháp và nguy cơ của nó rất lớn, mình có lo sợ không? Lo sợ. Lo sợ đấy có phải là tâm nó bị bất an, nó bị dao động không? Chắc ạ. Rồi. Nhưng nếu này, nếu mà một người đứng trước một vấn đề rất khó, nhưng người ta đã từng trải qua rồi và người ta biết cách để giải quyết, lúc đấy tâm họ có vững không ạ? Vững. Gia tăng sự hiểu biết đúng không? Chính xác. Trí tuệ nó sẽ tạo ra cho tâm mình vững vàng. Và cái sự trí tuệ nó không phải chỉ là đọc hiểu đâu, mà nó đã từng trải qua. Lấy ví dụ này, một người đã lăn lộn trên thương trường rất nhiều và trải qua rất nhiều các cay đắng, đã từng trải qua những cái khủng hoảng mà lên bờ xuống ruộng kiểu như vậy, thì sau này những cái khó khăn mới đến với họ, họ có vững vàng không? Tức là họ có trải nghiệm đấy. Bản chất là một người có trải nghiệm, người ta đã vượt qua rất nhiều những cái sóng gió rồi, thì tự dưng bây giờ một sóng gió bình thường, người ta vẫn vững như bình thường, không sao cả. Nhưng mà một người mà mới bắt đầu bước vào thương trường, một doanh nhân mới bước vào thương trường, gặp trước một cái cơn sóng gió ví dụ như Covid này, hoang mang không? Hoang mang. Như vậy thì cái chữ tĩnh này nó đến từ trải nghiệm nữa. Như vậy thì mình muốn tĩnh á, mình muốn luyện chữ tĩnh á, thì bị va đập thật nhiều vào, dấn thân thật nhiều vào, trải nghiệm qua thật nhiều các cung bậc của cảm xúc đi, dần dần tâm nó sẽ trở nên quân bình. Bởi vì trải nghiệm nó chính là cái sự hiểu biết của mình. Đó. Nhưng lưu ý, đó là trải nghiệm. Lưu ý là trải nghiệm thì bao giờ cũng phải quan sát và phân tích đúc kết lại. Bởi vì có những người trải nghiệm là bị mắc kẹt trong trải nghiệm. Đó là bị mắc kẹt trong cái thứ mình trải nghiệm và mình cứ cho cái trải nghiệm của mình là đúng. Nhưng không nhìn rộng ra được rằng cái nguyên lý đằng sau cái bài học của cái trải nghiệm đấy là gì. Thì cần phải có một cái tiến trình là quan sát phân tích đúc kết, mà tiến trình quan sát phân tích đúc kết là tiến trình rèn luyện trí tuệ thôi. Đã. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn cả nhà. Vâng, em cảm ơn chị Linh. Bây giờ em thấy có chị Kim Oanh nữa này, thì em xin mời chị Kim Oanh phát biểu ạ. Xem. Chào cả nhà, chào Thắng. Trước hết thì cảm ơn Thắng rất là nhiều hai buổi chia sẻ vừa rồi. Tức là buổi chia sẻ đầu trước tiên á, buổi chia sẻ trước thì mình cũng nhận ra rằng mình hay né tránh. Tức là mình có một cái công việc rất quan trọng của trường. Mình thì xây dựng cái kế hoạch để thực hiện những cái chương trình cho trường trong cái tháng 10 này, nhưng mà mình đã lên ý tưởng từ tháng 9 và làm đến giờ mới được cái khúc màu đầu. Cho đến giờ nó chưa hoàn thành cái gì mà chưa có làm được cái gì hết. Nhưng mà mình né nó, mình không có muốn làm. Mà mình bỏ nó. Thực ra là cái lúc đầu cái chương trình này là có một người khác rủ để cùng làm. Nhưng mà khi mình nói rồi bây giờ phối hợp làm thì mình hãy hỗ trợ cho mình viết chương trình để mình xây dựng kế hoạch của mình. Nhưng mà họ lại nói rằng chị cứ lên chương trình, nếu có gì thì em hỗ trợ. Chị, mình nghĩ lại là cuối cùng thì ai là người dù ai làm, cuối cùng mình tục mút á. Thật ra lúc đầu mình rất là nhiều ý tưởng, nhưng mà để dần thời gian nó trôi qua, cái tự nhiên những cái đấy nó mất quên, và mình bị đam mê bởi những cái công việc nhỏ, những công việc khác, và mình đam mê mấy cái việc làm bài tập, mấy đúc kết sách của văn hóa đọc nhiều hơn. Tức là mình thì khi mà có bài tập tuần, bài tập ngày hay là những cái nhắc nhác khác của nhà, của văn hóa đọc thì mình lại làm nó, hoàn thiện nó sớm và đầu tư cho nó hơn là cái công việc chính, cái kế hoạch mà mình cần phải làm kia. Thực ra mình đã nhìn thấy vấn đề đó, có điều là bây giờ mình không có động lực để làm.
mà để mà nó mà vượt, nhưng mà dù sao ấy thì qua đây thì cũng rất là cảm ơn Thắng. Tuy nhiên cũng mong Thắng chia sẻ thêm chút xíu đó, để mình cố gắng mình vượt qua cái này để mình đối diện, mình hoàn thành xong cái kế hoạch này. Cảm ơn Thắng. Cho em hỏi là cái kế hoạch đấy đã được cân nhắc kỹ lưỡng chưa? Rồi em hỏi này, nếu mà không thực hiện cái kế hoạch đấy có gây ra hiệu quả lớn không? Cái kế hoạch đó là việc mà bắt buộc phải làm trong học kỳ. Nếu như không làm bây giờ thì tức là như thế này, nếu mà nó mới là lên ý tưởng mà chị chưa có trao đổi với ban giám hiệu thì cái chuyện đó không sao, mình không làm cũng được, không sao. Nhưng bây giờ mình đã trao đổi với ban giám hiệu rồi, và mình đã trao đổi rồi mà không làm thì nó cũng hơi kỳ. Thực ra mình cũng có cách thì mình nói, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện mà không làm hôm nay thì ngày mai cũng bắt buộc phải làm, tại vì trong một học kỳ cần phải có một cái chương trình như vậy. Rồi. Cái kế hoạch đấy á, chị đánh giá là nó đã kỹ chưa? Lúc mà lập kế hoạch đấy thì cảm thấy là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tức là bây giờ cái kế hoạch nó chưa được hoàn thành luôn em. Nó mới làm được cái màu đầu, là được cái tiêu đề, đó là kế hoạch chương trình đó. Còn lại cái nội dung chính là chưa có gì hết. Bây giờ ý là mình mở cái file đó, mình cứ để sẵn trên máy á, tức là mình không tắt máy luôn, mình cứ gấp máy lại xong mình mở ra để mình nó đập vào mắt mình thì mình nói chung bây giờ nghĩ tới là rất đau khổ. Đúng rồi, tức là nhưng mà mình không có nhìn thấy nó, mình okay. Còn đi vô ở phía đây thì mình mở những mấy cái file boy các thứ để mình làm những cái điều khác thôi, mình không muốn làm cái đó. Okay. Thực sự là như vậy, mà nghĩ đến thực sự mất tự tin. Rồi. Kỳ vọng cao này, chị thấy chị có kỳ vọng cao vào cái kế hoạch đấy không? Đúng là có. Tại mình muốn làm cái chương trình đấy để phát trên livestream nó kiểu nó, mà nghĩ chắc không được đó. Rồi, mà bây giờ chị lại chưa hiểu cái cách lập kế hoạch nữa luôn đúng không? Thực ra là có biết cách làm nhưng mà nó nhiều ý tưởng quá mà mình chưa chọn được cái nào. Dạ, yeah, ok. Rồi. Thì bây giờ giải pháp em gợi ý này, đó là chị trẻ nhỏ cái đầu việc ra. Và cái giải pháp thứ hai á, là phải có nhóm bạn tốt, tức là đừng làm một mình. Vì làm một mình thì bao giờ góc nhìn nó cũng bị đơn chiều, không có cái tiến trình là quan sát kỹ. Mình nên tham vấn ý kiến từ người khác, tham vấn ý kiến từ đồng nghiệp, từ các thầy cô, từ những người liên quan. Cứ mạnh dạn tham vấn đi, đừng ôm cái đầu việc đấy một mình. Ôm cái đầu việc một mình đấy là mình nuốt không trôi đâu. Việc nó khó mà, vậy thì phải cộng sức cùng với những người khác nữa. Đó. Góc nhìn thứ nhất. Góc nhìn thứ hai á, là đừng kỳ vọng là một buổi mình làm xong. Mình chỉ chia nhỏ cái việc lập kế hoạch thành một kế hoạch. Tức là đặt mục tiêu là mình phải hoàn thành cái kế hoạch này trong vòng một tuần. Ví dụ như vậy. Thì ngày đầu tiên ấy, chỉ cần xin được 3 ý kiến. Hoặc không cần luôn. Ngày đầu tiên, đó là chỉ cần mở cái file PowerPoint ra nhìn 5 phút. Đóng cái máy tính lại. Ngày thứ hai, đó là mở cái file PowerPoint ra gõ được 5 dòng, đóng cái máy tính lại. Ngày thứ ba, mở cái file PowerPoint ra, đi hỏi được 3 người về 5 cái dòng đấy, đóng cái máy tính lại. Ngày thứ tư, đó là bắt đầu viết vẽ rõ ra về 5 cái gạch đầu dòng đó. Em lấy ví dụ như vậy nha. Để làm gì đấy? Để làm gì ạ? Bởi vì chia nhỏ việc ra, nó sẽ dễ dàng hơn. Bản chất đấy là chúng ta hạ thấp kỳ vọng thôi. Thay vì bây giờ mình kỳ vọng là trong một buổi mình phải lập xong kế hoạch, mình sẽ nói rằng ok, ngày hôm nay chỉ cần hoàn thành xong 1/5 kế hoạch thôi, trong vòng 5 phút hay là 15 phút. Nó ok đó. Chia nhỏ đầu việc ra tới mức rất nhỏ để mình bắt đầu được. Và ngày mai mình lại tiếp tục mình làm thêm một tí nữa. Bản chất đấy là hạ thấp kỳ vọng mình xuống. Còn cái tâm của mình mở cái file PowerPoint ra, mình muốn là bây giờ mình phải hoàn thành xong kế hoạch này. Bản chất đấy có phải là kỳ vọng cao không? Đúng không ạ? Rồi. Cái thứ hai đó là trong cái buổi ngày hôm trước em có chia sẻ là về phương pháp lập kế hoạch tiêu điểm. Tức là một ngày mình phải chọn ra những cái việc mình cần phải làm. Đấy, là việc phải cần nên. Thì cái việc này là đã là một việc cực kỳ quan trọng rồi. Bây giờ không làm là ăn đòn. Bởi vì mình đã hứa rồi. Đúng không?
mà không hoàn thành thì sẽ gây ra hệ quả lớn. Vậy thì mình cần phải lập kế hoạch chi tiết cho nó và phải ưu tiên nguồn lực cho nó. Tức là ngay từ ví dụ như buổi sáng này, chỉ lập kế hoạch là ngày hôm nay phải dành 4 tiếng để lập kế hoạch chẳng hạn. Và cách cụ thể để lập cái kế hoạch đấy là gì? Đây, ví dụ như nhìn vào cái bảng phía dưới đây chẳng hạn. Đấy nhá. Mục tiêu của mình này. Đây, nhìn vào nỗi đau hiện tại, trì hoãn cái kế hoạch này lâu lắm rồi. Và bây giờ mà mình mà không hoàn thành được chết dở, mà không có kế hoạch thì làm sao mà trình được lên ban giám hiệu, không trình được lên hiệu trưởng. Nguyên nhân ở đây là gì? Nguyên nhân bản chất mình chỉ có hai cái thôi, đó là tham và si. Tham tức là kỳ vọng nó cao hơn nguồn lực của mình. Si là mình không biết rõ cách làm có mấy nhiêu dòng. Thế còn ngày hôm nay chị đưa ra một lựa chọn là ngày hôm nay phải hoàn thành xong kế hoạch này và sẽ dành 4 tiếng cho nó, ví dụ như thế. Thì trong cái khoảng thời gian này, ví dụ như là buổi sáng mà hôm nay được nghỉ dậy chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì là từ 9 giờ đến 11 giờ là mình lập kế hoạch phiên bản 1. Sau buổi chiều mình dành thêm 1 tiếng nữa để tham vấn ý kiến 3 thầy cô. Và ví dụ như ngày mai, sau đấy là buổi tối, mình dành thêm 30 phút nữa để hoàn thiện cái version 2 của cái kế hoạch. Tức là mình bẻ nhỏ cái công việc ra để mình có thể thực hiện được nó. Thế là ok. Và lưu ý là đừng làm một mình. Nếu mà được, hãy đi tham vấn ý kiến của người khác, đi hỏi ý kiến của những người giỏi hơn mình. Ok. Cảm ơn Thắng. Cái mà Thắng nói cái quan trọng nhất đó là đừng làm một mình đó. Là cái công việc này mấy năm trước mình toàn làm một mình. Và cái chuyên môn này của mình, những người trường không có hỗ trợ. Tất nhiên là mình có tham vấn những đồng nghiệp khác ở ngoài trường, ở những nơi khác, theo cái vốn chuyên môn của mình. Tất nhiên thì người ta ngoài trường thì người ta cũng chỉ góp ý thôi. Cuối cùng mình vẫn là người phải chịu trách nhiệm. Và cái người ở trong trường mà có ý là cũng muốn làm với mình đó, thì đó như mình nói đó, thành ra bây giờ mình cũng không biết bàn gì với họ luôn. Thôi chắc là chắn mình phải vượt qua chính mình thôi. Không cần đâu nha, họ không cần phải góp ý cho kế hoạch, mà mình đi hỏi người ta ấy. Mình đi hỏi người ta tức là mình để lấy thêm thông tin để cho việc lập kế hoạch của mình nó dễ dàng hơn mà thôi. Tức là mình gặp khó khăn gì trong việc mình lập cái kế hoạch đấy, mình bị thiếu thông tin này, mình cảm thấy là không rõ ràng này, không biết là nguồn lực của mình có sẵn sàng không này, lịch trình của trường có gặp vấn đề gì không, em không biết là cụ thể vấn đề của chị ra sao, nhưng mà ý là mình bị thiếu thông tin dẫn tới việc lập kế hoạch đấy nó bị khó. Còn bây giờ nếu mà mình đặt câu hỏi là nhìn sâu vào bên trong này, thật sự mình có muốn làm cái đấy không? Nếu mình không muốn làm, mình mạnh dạn nói một câu này là tôi không muốn làm, em xin phép được bỏ cuộc. Đôi khi nói cái đấy á, nói được một câu nói đấy thôi. Hậu thị mà bọn nó còn đeo cái tay giống chắn hả? Đúng không? Hạ được cái gánh nặng xuống. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ nó sẽ phải đối diện với cái gì? Là cái sự tự ái của bản thân, cái sự tự trọng của bản thân. Vấn đề mình phải đối diện thôi, mình phải lựa chọn thôi. Còn nếu không thì cố đấm ăn xôi. Cố đấm ăn xôi là phải làm thôi. Nhưng nếu mà mình cảm thấy rằng cái động lực bên trong nó không có, nó đơn giản chỉ là do một cái sự cam kết của mình với người khác, gọi là há miệng mắc quai đấy, chót hứa mất rồi, thì bây giờ mình phải dũng cảm đối diện là mình nói không với cái đấy đi. Nó sẽ hơi tổn hại danh dự của mình một tí, nhưng đấy là cái quả mình phải trả cho việc là gì? Mình không suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời. Mình nói giết nhanh quá mà chưa suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời. Thế thôi. Lần sau mình sẽ rất cẩn trọng trước khi đưa ra một lời hứa. Bởi vì hứa là phải làm được, nếu không nó tổn hại cái sự tự tin bên trong. Đó, cảm ơn Thắng nhiều nha. Thắng đã không có nhiều thời gian, mình cũng đã vỡ ra rất nhiều rồi. Dạ. Cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị anh. Dạ. Thôi anh Sáng thì em xin thêm 5 phút nữa. Đây, ở đây có một câu hỏi của thành viên. Thành viên này thì lại không, hình như là không có mặt ở đây, mà thông qua một thành viên khác. Đấy ạ, tức là làm sao để biết khi nào mình cần từ bỏ. Câu hỏi này thì cũng hơi chung chung một chút. Anh có thể chia sẻ thêm trải nghiệm của anh về cái việc từ bỏ không ạ? Có những lúc mình phải từ bỏ. Từ bỏ bản chất nó là bỏ cái tâm tham của mình ra, tức là bỏ cái sự dính mắc của mình ra. Khi mà mình phát hiện ra mình sai thì mình từ bỏ thôi. Còn cái trường hợp mà mình thấy mình sai rồi mà mình không dám bỏ nó xuống ấy, bản chất đó là do cái sự tự ái.
cái sự tự ái bên trong của mình, dính mắc vào cái danh dự, cái sự tự trọng của mình, mình không dám bỏ. Ví dụ như yêu một cô nào đấy rồi mà cảm thấy rất đau khổ với mối tình đó, nhưng mà mình sợ là sợ bị mang tiếng là phụ bạc, ví dụ như vậy, mà không bỏ thì có phải là mệt không? Vậy thì khi nào mình biết, khi mà mình biết rằng cái việc đấy nó không mang lại lợi ích cho những người xung quanh nữa, không mang lại lợi ích cho chính mình nữa, mà nó chỉ là một cái gì đó liên quan đến cái danh dự này, liên quan đến cái bản thân mình này, thì lúc đó mình nên từ bỏ nó đi. Và rõ ràng là từ bỏ cái gì nó không dễ đâu. Nên người ta mới nói có một câu á, bản lĩnh là gì? Bản lĩnh là nắm được nhưng mà phải buông được, nâng được, hạ được. Chứ còn bình thường thì chúng ta chỉ có nắm được thôi, chúng ta không buông được. Thì từ bỏ đó là học cách để buông thôi. Thì buông thật nhiều vào. buông tóc này, buông điều kiện vật chất này, buông những cái sự lời khen của người khác ra, buông từng cái nhỏ như thế, thì sau này mình cũng sẽ bỏ được dễ hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cả nhà đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Giờ vẫn còn 92 thành viên. Thì bây giờ cũng đã gần 6 rưỡi rồi, chúng ta có thể kết thúc Zoom ở đây. Nhà mình có thể mở cam và mic lên để cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian cho chúng ta ngày hôm nay, cũng như là chào nhau trước khi chúng ta rời khỏi Zoom ạ. Cảm ơn Thắng rất nhiều. Cảm ơn Thắng. biết bao vì hùng anh, tôi đặt trang nguyên bình quyền.